Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi mùa thứ hai, cuộc chiến mỹ vị. Chúng ta tập 8 rồi mọi người ạ. Tập 8 rồi, vậy là còn có mấy tập ta? 4 tập đúng không? Thôi đưa chương trình gì mà có 12 tập là một mùa à. Chương trình này phải là 52 tập một mùa. Đúng. Để tạo công ăn việc làm cho mọi người, hiểu không? Cho tất cả mọi người, thấy chưa? Ban giám khảo đứng ngoài vỗ tay kìa. Tức là có công ăn việc làm, nó 52 tập là 52 số. Ăn 52 mùa là về chúng thật chết á, giỡn. Ê, coi chừng là nha. Bữa nay thấy ốm o, gầy mòn xanh xao lắm rồi đó. Mặt ông không được tỉnh táo nữa. Tuần trước đó ăn của Hansara ăn mặn quá. Cuối cùng là từng bữa mới quay là đâu có xuất hiện đâu. Ban giám khảo đâu có xuất hiện đâu. Là tại vì mặn quá vô chị nước biển chị cho nước nó biển lọc lại. Hôm nay là sẽ ăn lại. Bữa nay nhìn thấy cách cười cũng không được bình thường nữa. Ok. Coi đi khám sao chứ em thấy lo lắm. Mọi người thân mến, thì như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối nha mọi người. 7 giờ sáng mở là không có gì đâu coi nha. Mình có thể mở 7 giờ sáng mình mở mình coi lại nha. Coi lại tập hôm qua. Đúng. Ok. Các bạn hãy đóng góp ý kiến qua email cặpdoicapdi.vlive@gmail.com hoặc qua kênh fanship. Mini game mỗi tuần dành cho khán giả trên fanship sẽ có quà cho các bạn nha. Tuần này thì chúng ta sẽ có 3 bạn như sau. Đầu tiên là bạn Hồ Nguyễn Kỳ Anh. Bạn thứ hai là bạn Joy Trần Phạm. Ủa trên đời này có họ Joy hả ta? Joy Trần Phạm, Trần Phạm Joy đó. Nguyễn Trần Khánh My. Ngày xưa lúc mà hai đứa mình chưa có cưới, người ta kêu là nếu mà đẻ con ra đặt tên là Nguyễn Trần Khánh My. Đúng rồi. Nhưng mà rất tiếc, không bao giờ xuất hiện đâu mọi người. Tủ lạnh nhà này diêm điện 24/24 và qua năm nên là tôi đã cất trứng ở chổng rồi. Cất trứng, bỏ ngăn đông, dành ăn từ từ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc comment, còn 10 comment gì nha. Thả tóc ra đi, trời ơi. Mấy bạn này xúc phạm make up đó. Người ta cũng biết bao nhiêu lâu vậy, cứ tôi xả ra. Mấy bạn không có đứng ở đây, mấy bạn không có biết. Đổ mồ hôi hột luôn á. Đào, tóc anh Khánh đẹp quá. Tóc gì mà có gì gọi là đẹp, tóc này là úp cái tóc. 60 ngàn nha mọi người. For Row Barber Shop. ST Sơn Thạch đây đang ngồi ở dưới chờ xíu. Đợi nông xíu, nông đợi xíu. Đợi Khải My giới thiệu lên chứ đúng không mọi người. Rồi, em Ly nữa từ từ đợi nha. Dạ. Rồi hết chương trình nữa tôi sẽ mời hai bạn đó lên. Không để mọi người để lâu. Chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay, đó chính là ST Sơn Thạch và em Ly. Yeah 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 yeah, lâu lắm rồi tôi mới nghe cái tiếng đó. Yeah yeah. Hôm nay là phải chỉ gọi là anh ST thôi, tự nhiên thêm Sơn Thạch vô giống như là đi đâu trong núi xa lắm vậy đó. Bây giờ mình gọi anh Thạch đi. Anh không, anh Thạch là lộn với anh Bảo Thạch không được. À dạ. Ừ. Vậy anh Sơn Thạch. Anh Sơn đi. Anh Thạch Sơn cũng được. Anh Sơn chắc không lộn với ai hết. Anh Sơn có chứ. Lộn chứ. Lộn anh nào cũng Sơn. Nhiều lắm. Sơn lắm. Đốt nhà đi anh. Có vẻ bên kia đang gây gỗ rồi anh. Không, mình đứng sát lên đó. Nhưng mà nghe nói hồi nãy là host của chương trình này hình như không muốn mời mình á. Kiểu là kêu là phải hả hết chương trình mới vô á. Ừ đúng rồi, tại vì hiểu. Hình như là tại vì sợ em cao hơn bạn á, em che mất cái. Trời đất ơi. Khán giả hay sao? Mọi người à. Con gái tôi hôm nay đứng kế em Ly nhìn dễ thương ghê. Nguyên cái đội hình đẻ tuyệt đẹp. Nghĩ sao? Cho con nhỏ đứng nghe. Ít nhiều phải cho em cái bụng chứ mọi người. Làm cục nhân cũng được ạ. À. Nhưng nó nhỏ nhỏ được bao bọc cũng sao ạ? À? Luôn chán. Không, nhỏ nhỏ nhìn nó dễ thương. Ủa chứ ý anh là sao? Ý anh là cao, cao nó không đẹp. Có dễ thương. Ý anh là cao không dễ thương đó. Cao đẹp kìa. Cao đẹp. Đẹp. Được được thôi. Ốm sao? Gì? Thôi đi qua cái khác đi thím rồi. Rồi, bây giờ thì mình đặt tên đội đi. Lâu lắm mà vô đây không ai đặt tên đội hết trơn á. Mình đặt Sơn Ly đi. Thôi à nó kỳ mà. Ê tên đẹp nha. Sơn Ly lạ đó. Điều hổ Ly Sơn hả? Điều hổ Ly Sơn. Hay quá. Còn mình là gì? Tóm tắt là Sơn Ly. Còn mình tên là gì? Gì? Tên gì? Lâu gì? Quá rồi tôi cũng không có đặt tên đội. Mà Mikel. Mikel, ừ cũng được. Keo Jin, Khởi My đó, Mikel. Mikel, Sơn Ly là đẹp rồi. Cái đội gì mà thấy keo dễ sợ. Mikel, Sơn Ly rồi quyết định rồi nha. Ok luôn. Rồi chúng ta sẽ có Vicon dành cho khách mời. Đúng rồi, Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu và vũ khí trong mùa. Nhưng mà trong chương trình thôi, đem ra ngoài không đi taxi không mua đồ tôi quánh chết nha. Đúng sử rồi. Sử dụng trong chương trình này thôi. Thì tuần trước đội mình đã thua nên bị trừ hết 100 rồi, mình chỉ được 300 thôi. Còn tuần nào khách cũng mời thua đó khách mời. Ủa không là hiểu tuần trước thua là bị trừ tuần sau à? Giống đúng như, rồi. Giống như chương trình biết hai hot ngu sao mời vô để thua hoài sao? Tuần chán trước, dễ ai ai vậy? Chúng tôi thua. Hansara. À cảm ơn bé Hansara nhờ em tuần này là mình thắng lời đừng chăm. Ủa? Phải không?
Chứ sao nó không có ấn tượng gì trong đầu em luôn á mọi người. Thằng bé nó kỳ lắm. Nó cà khịa em trên Facebook nữa, em không có suy nghĩ gì về Sơn. Bây giờ mình lấy 200 này làm mình gì, làm gì đây ta? Mình được nạp vô thẻ rồi anh. Mình cầm lại diện vậy thôi. À vậy hả? Là thẻ đấy là dùng để đi mua đồ à? Đúng rồi. Bây giờ mình đi mua đồ. Nạp thẻ đúng không mọi người? Đúng rồi. Nạp thẻ. Ai hỏi chủ mình kìa mình. Không phải, cái này là giống như mình bỏ vô. Mày đi thôi, mình phải quẹt thẻ như vậy nè. Không phải, giống như mình nhét vô cái bình thường mình bỏ cái con vô trong cái thẻ đó. Anh ơi, anh đừng có ném chúng mày giám khảo chết. Trên người mình có bao nhiêu khe đó là mình được kẹp nè, một lát thôi người ta chấm điểm đó, đừng có chậm. Ủa, xin lỗi mọi người, để em ra lấy lại. Chết rồi, thôi xong, mất 200. Anh Nghiêm, bây giờ muốn lấy lại 200 đó phải làm cái gì đó mới cho lấy lại 200. Chết rồi. Mất 200 rồi, mất rồi. Không mất tính tiền nữa. Rồi, không được nạp thẻ rồi mọi người. Nạp vô rồi. Tập này thì cái này chỉ là đầy. Bây giờ nếu mà không lấy lại 200 này là mọi người sẽ chỉ còn 200 mua đồ thôi. Làm là không, bây giờ làm sao cho em vừa lòng hạ dạ đi rồi em đưa 200. Ôm cái. Không, em nói cần ôm. Đi vô đây, mình vô đây mình có hình chứ, hiểu không? Mình đừng có đứng ở ngoài. Rồi bây giờ làm sao cho em vừa lòng hạ dạ đi. Anh làm gì đi 200. Bắn tim cho anh Sơn Thạch. Em cảm ơn anh mình tin ạ. Hả? Sao? Không sao. Đó chỉ là một okay cái thẻ gì thôi. Cảm ơn anh, không sao em. Em hạ dạ chưa? Bởi mấy người ỷ cao muốn làm gì làm. Chán dễ sợ. Đây. Dạ rồi. Bắn tim cho anh Sơn Thạch. Mình được quà rồi, hạnh phúc quá. Bạn Hồ Hùng và Nguyễn Chi Anh đúng đây. Rồi. Bạn nhớ gửi số điện thoại và mail cho chương trình nha. Đó rồi, ok. Thì cứ đứng quay hình. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thêm game để chúng ta nhận thêm Vicon để chúng ta mua đồ ăn thêm nè. Ok. Ok. Game của ngày hôm nay có nghĩa là mỗi bạn sẽ có một trái bưởi và hai đội sẽ phải làm như biết em thiếu bưởi hay sao chương trình. Chị ơi, chị nói vậy xúc phạm luôn em. Ra. Thật sạch, thật đẹp, các múi đều và rõ ràng. Lột bưởi hả? Nghề của em. Wow, mọi người nói ơi. Nghe nè, làm như biết không có bưởi sao cho bưởi hai cặp đủ hai chị em luôn. Tại sao không phải là trái khác à mà là phải là trái bưởi? Không, tại vì mình đã có trái khác, mình không có bưởi thôi nên chương trình chỉ cho mình bưởi thôi. Xong lột cho quýt đi, dạo này quýt đường đang hot đó, khó lột nữa. Tại lột ra nước không à. Rồi đây, bốn người. Bốn người luôn hả, là nam cũng phải làm luôn. Đúng rồi. Đâu biết lột bưởi đâu. Mình, ủa em không biết cái gì khánh mới nói gì. Em biết lột bưởi, lột trái khác phải lột. Yeah. Khổ ta? Lắm, gia đình không có bưởi xài. Bưởi thì em có thể em nhìn em check và em có thể cảm nhận là bưởi nó chín hay chưa thôi, nhưng mà em không biết lột nữa. Cái bưởi mà đập về thì chín hay chưa? Chín rồi. Ok rồi, lột tay không hả? Sao có thể lấy dao? Lẹ mọi người. Ủa dao đâu? Mỗi đội sẽ có dao bưởi của mình vào cái phần dĩa phía sau ạ. À. Khoan, sao có một con dao vậy? Có một con dao à? Chết cha, con dao này. Dao này lột. Sao lột? Lột cam, không. Quýt dĩa. Không, bây giờ mình chỉ cần gọt cái vỏ ra thôi. Thì xong mình ấy. À chưa có tín hiệu mi ơi. Trừ điểm không sao mọi người ơi, trừ điểm được ạ. Chỉ có 3 con dao thôi nha mọi người. Đâu có sao đâu nè, đó rồi xong. Giờ em đưa cho thầy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha. 3 2, 1, bắt đầu. Dạ, chinh. Có ai lột bưởi bằng cái kéo mọi người? Nhìn có quạo không mọi người? Không sao hết, chương trình này đang lăn xê anh đó, ráng lên. Sao cái trái của em nó non dữ vậy mọi người? Khó quá à. Dao này dao lột gì á? Không có được phạm thịt hả mọi người? Nói cho mọi người biết là tôi đã từng có một thời gian ăn bưởi rất nhiều để giảm cân. À, rồi có giảm được không chị? Giảm được chứ em. Số xuất huyết cái trời ơi, muốn quẻn luôn á trời ơi. Có gì đâu, không phải nhờ bưởi. Cũng có nhờ bưởi nữa, nhờ bưởi nên nó ốm tới giờ luôn đó. Đây, ai cần dao, Khánh cần dao không? Okay, ăn cho bên em làm đi. Nè, thôi em lấy cây này. Anh cũng không biết làm sao hết trơn mọi người ơi. Dễ lắm mọi người. Không lột bưởi bao giờ cả. Toàn mua ăn sẵn không à. Ôi, của ST là bưởi hồng nha. Ý, chết rồi. Chết rồi, bị phạm thịt rồi. Không ấy, anh lột cái này đi. Nhìn anh còn bưởi chén quá. Nhìn là biết dưng không chuyên rồi. Tôi không gành về bưởi. Có thể ăn đưa không biết làm. Ủa rồi bây giờ làm sao tôi chỉ biết ăn ta? Bưởi thôi chứ tôi không biết lột bưởi. Lột cái vỏ trắng đó vậy ạ. Nghe lột giống em nè. Sao nữa? Thiệt tình là không biết lột bưởi thiệt. Em sẵn này nè. Đưa anh này đi. Rồi đấy. Anh hửi gì vậy? Cái đó để chè bưởi là ăn cái này đúng không? Đúng, chính xác, mình ăn chè bưởi là ăn cái đó đó.
Là để về ăn luôn hả chị? Đâu có đâu, mình phải phơi nữa. Ủa nhưng mà cái này mình có ăn không mọi người? Hả? Ăn gì? Mình có ăn không hay là mình chỉ lột bữa chơi gì thôi? Mình lột mình ăn chứ. Ăn mình lột xong hả? Mình ăn hết cái bữa rồi mình win. Vậy thôi chương trình lẹ dễ lắm. Hiểu không? Mình ăn hết cái bữa là mình win rồi đó. Vậy là chương trình nhân văn lắm ha. Chứ mình lột ra xong mình phí phạm đồ ăn đâu có được. Đúng rồi đó. Trời thiệt luôn. Trời ơi, lột bưởi là nghề của Ngọ. Wow, you can really lột. You can really lột hả? Huh? Cái gì vậy trời? Tức ghê á. Tức thiệt luôn á. Mẹ, ủa quên. Trời, đi đi làm vợ mới kêu mẹ là sao trời? Quên quên. Mẹ ơi, mẹ ơi. Alibaba. Mày khó nha, tới khúc nè. Sao cái trái của em nó non dữ vậy trời? Vậy tới nói rồi nè. Sức mạnh phi thường. Trời, nhiều khi trong tương lai mà nói mặt này chắc nó bỏ mình luôn á. Có đâu, nó mua bưởi về cho tập lột. Khi nào em lột hết rồi mới bưởi này anh sẽ cưới em. Ui. Hai đội mình nhớ bày những cái muối bưởi của mình ra để chúng tôi đánh giá xem là đội nào lột đẹp hơn nha. Ví dụ có muối bưởi mà có 6 muối mà lột không được, xô nó ra được không? Hi. Ủa, cái dĩa đâu vậy? Đây đây đây. Cố lên anh. Người đàn ông của đội. Rồi. Em lấy cái dĩa. Cái dĩa hả? Là bây giờ mình. Trời ơi, xin lỗi nha mọi người. Bắp lụm. Được không anh? Được không anh? Ổn không? Được. Okay. Sao vậy anh? Anh ơi, coi chừng ở dưới rớt đồ. Trời. Xuất sắc, xuất sắc. Ok la lắm nha. Được, 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 được. Cái bưởi hồng nó dễ lột ghê luôn á trời. Phải không ạ? À? Kỹ thuật đó chị ơi. Kỹ thuật gì đây? Kỹ thuật ST đội em tốt, lột bưởi khá tốt. Thấy của Ha mặc áo màu hường, kiếm trái bưởi màu hường luôn. Cái gì mà phá duyên phá? Số rồi. Phá phá ra là anh làm được hết á. Phá phá ra. Phá ra là anh làm được. Ừ, gắn lại thì anh gắn được thôi. Bữa sau em cho anh đi gỡ mìn. Có mấy cái khu ta còn mìn bom nhiều lắm mà gỡ không được á. Đi xuống Củ Chi đi anh, còn mìn dưới đó. Kinh nghiệm ha anh? Anh đúng kinh rồi. Nghiệm không? Kinh nghiệm xương máu. Quê Củ Chi mà. Dạ rồi, ok. Trời ơi, hai muối nha mọi người. Ủa mình có cái dĩa không em? Đây đây nè. Thánh ơi, anh ổn không? Không. Nói thẳng là không. Anh đứng cái tướng em sợ tối vậy anh đau lưng quá à. Không sao. Anh đau lưng chị massage. Mấy bạn có biết là mỗi lần Khánh đi tập gym là PT phòng gym sợ lắm. Sao vậy chị? Nước nó nhiễu từ khu này qua khu khác luôn. Nước gì chị nói rõ chứ. Màu để ơi. Nó kỳ quá. Ông PT nó làm anh ra nước thôi. Để anh nhiễu nước. À PT làm vậy. Anh ra nước hả? Đúng rồi. Mồ hôi. Nhiều nước. Ở đây ai cũng tập gym mà đúng không? Dạ đúng. Dân tập gym không à. Còn gì thắc mắc xem tập vậy em hướng đô vậy. Vậy là sai. Chị chưa thấy thân hình bên trong cái tấm áo này của em. Đúng chị rồi. Chị thấy 6 muối rồi. Em thấy luôn. Chị thấy chuột em chưa? Chưa. Em có chuột luôn. Khánh ra gồng tay với bạn à. Bỏ đi, tôi yếu lắm. Chết rồi, mình lột xấu quá. Ba muối thôi được rồi đúng không anh? Chúng ta còn 30 giây nữa ạ. À. Hai đội nhanh lên ạ. À. Em xong rồi nè. Sao không nói giờ trước ạ? À? Làm em thông thả. Mình có thể làm cánh bướm vườn xuân không em Ly? Là sao ạ? À? Con bướm xinh á. Con bướm xinh. Bỏ đi anh. Ý. Bưởi bên này ngon lắm. Em lột cái này đi, anh tách ra cho. Cái nào mà mình xấu quá mình tẩu tán nó đi, mình nhét cái miệng nè. Nó mình ăn đi hiểu không? Anh nó còn 30 giây thôi anh ăn là không còn gì để chưng luôn á. Bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua. Khó lắm à. Mình vừa lột vừa nói coi, vô. Bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua, bữa trưa ăn bữa chua. Nhưng mình đang ăn à. Mình phải nói liên tục. Chứ là vẫn xấu anh ơi, anh tụi mình có thể lột một cái muối nào mà nó còn nguyên vẹn không ạ? À? Mười là buổi tối mà. Bây giờ có cách hay nhất là mình cắt cái chữ V-Line vô này nè. 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Trời ơi, bà hướng mình kìa. Một chai bưởi như chó táp vậy thưa quý vị. Đổ mồ hôi hột. Thiệt, tôi thà tôi đi khám chứ rồi hơn. May là cái áo này dày chứ không lại gì ướt nách rồi đó mọi người. Xin mời cả hai đội mình dơ cái dĩa bưởi của mình lên nè. Yeah. Yeah, chúng ta được 4 muối. Nhưng bị gãy.
Đâu, muối này là tại vì nó cong quá em để không được. À, theo em Ly thì đội bạn có chiến thắng không em Ly? Sao mà thắng được, bốn muối gì còn nguyên, bốn muối mà nát thì em nó mới khó chứ bốn muối. Em hãy giữ tự trọng. Hãy giữ lòng tự trọng. Còn mà con số 4 là con số tử, con số 3 đúng không? Yeah. Ủa vẫn thắng hả? Thắng chứ xong thắng. Con mình ăn đi. Ừ. Cho thử miếng coi như bưởi hỏng ngọt hơn đúng không? Mà thắng thua này có tác dụng gì không mọi người? Có được thêm 50 vi con nè. 50 này lát hồi mua số. Oh, wow, là đúng hơn. Chúng ta về nhau. Tiền quan trọng lắm á. Là bây giờ yêu là từ đầu đúng không? Đúng rồi, yêu là từ đầu bị đọc nào. Anh Khánh chưa lột xong, đúng rồi. Anh Khánh móc bưởi hay dữ. Bạn này có khiếm khuyết về nhận thức nè. Như vậy mà anh Khánh móc bưởi cuộc hay dữ. Cuộc sống bây giờ thật thật giả giả mệt lắm rồi, cứ nói thật đi. Cái gì đây? Bạn hỏi là chị ơi, chị có thể đọc lại tên những bạn nhận quà được không? Đưa lên đây đây, đây. Các bạn nhận quà. Bạn đầu tiên là Hồ Nguyễn Kỳ Anh. Và thứ hai là Joy Trần Phạm. Và thứ ba là Nguyễn Trần Khánh My. Đó. Dành cả thanh xuân để lột bưởi. Ừ, ngon quá. Thật đơn. Em chào chị. Em chào chị My, chào chú Khánh. Tức ghê. Nhìn miếng bưởi. Chắc những cô dì chú bác mà coi mình lột bưởi chắc tức lắm ha. Thiệt luôn á. Coi kìa, coi nè. Không. Coi mà coi quạo luôn. Trời đất ơi. Đấy, em biết sau này anh xài đồ hao lắm nè. Anh sao mà sao y mà bị té xe mà té xe mà bị gì mà cái mài á, biết không, cái mài mà nó xong nó sáo xong rồi nè. Trời ơi, vậy là té cả. Nó chày luôn. Thì không hiểu anh gọt bưởi sao luôn, mình phải nâng niu. Sao hồi nãy lúc anh gọt cái Khánh kêu gì chảy nước cái anh gọt. Cái bưởi chảy nước quá trời. Anh đổ thừa, tánh ngộ ghê. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực đơn hôm nay nha mọi người. Rồi, thực đơn ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nguyên liệu cung cấp tinh bột có thể thay thế cho cơm. Ê, đừng nói ăn chè bưởi nha. Trong bữa ăn hàng ngày. Đó là khoai tây. Khoai tây, khoai tây tốt cho cơ bắp mà. Hai đội sẽ dùng nguyên liệu chính này để thực hiện một trong hai món khoai tây chiên nhân phô mai. Không tốt cho cơ bắp nha. Bánh khoai tây chiên giòn cay. Không tốt luôn. Không biết không trời. Mong cả hai đội sẽ thành công với hai món ăn vừa dễ làm hả? Ủa là tôi làm nghe gì là tôi không có người? Tự nhiên. Đó, làm đó, cái đó, bánh đó hả? Làm đây nè. Khoai tây chiên mà nhân phô mai. Là một khoai món. Khoai chiên nhân phô mai. À, không có mập nhiều ha. Không mập đâu, tốt cho cơ bắp lắm. Rồi món bánh thứ hai nè. Bánh khoai tây chiên giòn cay. Bánh khoai tây. Tốt cho da, nó không nóng miếng nào luôn. Tốt, đẹp da. Ok. Không, em không biết thời gian thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khoai tây luộc cho các bạn ở phía sau bếp rồi. Bây giờ các bạn sẽ dùng chọn chọn món đi. Khoan, bây giờ đội của NST chọn món nào? Món nào là gì? Một trong hai món đó. Đội Sơn Ly. Mọi người có biết gì điều bất ngờ không? Không. Điều bất ngờ là anh chưa bao giờ nấu ăn trong cuộc đời của anh cả. Ờ, anh giống em thôi. Anh đừng nói nữa. Nhờ chương trình này em nấu ăn thôi. Nấu mì nấu chứ. Mì không được tính là món. Nấu mì là chế nước sôi vô xong rồi bỏ. Đúng rồi. Trời ơi, giờ ngoài cái món đó cũng phải biết làm sao để ướp cho mì nó nở đều rồi mới ăn chứ đâu phải là ổ vô chế. Em hiểu gia đình này ở nhà ăn cơm sao rồi ha. Em hiểu rồi. Nấu mì cũng là một nghệ thuật đó mọi người. Đúng không? Vậy nên anh sẽ trao quyền quyết định chọn món ăn cho em và Ly. Em nghĩ là cái món mà nó lành mạnh hơn là món bánh chiên cái gì ớt ớt đó chứ. Em nghe phô mai em thấy nó bánh khoai tây chiên giòn cay. Dạ. Vì chỉ khoai tây thôi mà chiên giòn cay thôi. Đúng vậy rồi. Cũng đỡ hơn, còn cái kia nó có nhân phô mai. Đúng rồi, nghe cái món đó là như ông Nghiêm ổng đưa ra hàng sau thích ăn phô mai. Chị thích cái gì bốp nặng nặng lắm cho nên Nghiêm là ai? Nghiêm là ai cho cuộc đời này? Đây, đó, cái anh mặt anh mà đang bịt miệng cười. Đúng rồi, tên Nghiêm nhưng mặt không Nghiêm. Tên Nghiêm nhưng mặt không tính cũng không Nghiêm luôn. Tính kỳ lắm. Bởi vậy đẻ con tên Hiền là mặt là để tên Hiền là không tính không bao giờ hiền hết trơn á. Bởi vì Nghiêm. Là tên Dữ nha mọi người, tên Dữ là tính hiền đầm. Rồi tên Mi thì sao ạ? Rất là mignon thấy không? Chút chiếu luôn. Một coi như em chưa nghe. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi chợ đúng không? Đi chợ đi mọi người. Chợ của mình nè, mình sẽ đi xuống với mình đi chợ. Mai mốt mà đẻ con đặt tên Mi nha cho nó nhỏ nhắn xinh xắn giống em. Ủa là bây giờ đi chợ hả mọi người? Đi chợ. Đúng rồi, đi. Ba người đi đứng đi. Không, đi chứ. Bậy quá. Khoai tây nhân phô mai. Anh cầm đi. Đó. Khoai tây có rồi nè. Khoai tây có rồi mà giờ phô mai, nhưng mà nếu mà phô mai là phải có hành nữa. Anh đi từ từ thôi, gũng cái găng bên kia là trời dễ thương nghe chứ. Trời gũng găng à ha. Mì khoai nhân phô mai rồi và phải có hành. Mình bánh anh. Gọi là gì? Khoan, để cho bên đó nó xuống trước đi rồi anh ơi, anh đứng lại đó được không anh? Sao vậy? Cho bọn em lấy hình. Ok. Anh bỏ đi luôn. Được đâu, đi anh luôn, chạy luôn rồi. Em đi, mình đi cách quốc nè mọi người, xuống đi. Đi chợ cũng phải đẹp mọi người. Tiêu có rồi nè. Tiêu có chưa?
Tiêu ở chợ anh có. Có sữa đậu nành không ta? Có sữa đậu nành luôn. Là bây giờ mình lấy gì cũng được hả? Đây nè. Sữa đậu rồi. Sữa đậu nành homemade. Vậy bây giờ mình cần phải phô mai hả? Anh kiếm anh do cái cay quá. Em nghĩ đội anh mua ớt thôi là đủ. Anh muốn ăn cái này quá. Lấy đi, lấy đi. Anh có ăn bây giờ, được đây bây giờ đội anh không lấy gì hết. Đội anh chỉ xin đội em thôi được không? Không được. Cái gì vậy? Đẹp chứ đâu có ngu. Đẹp chứ đâu có ngu. Xúc xích, xúc xích, xúc xích. Hay là bỏ thêm gì trong bánh? Bánh nó thật ra bỏ nhiêu nhiễm được. Bacon. Chua chi? Hay khó thôi mua xúc xích. Trời ơi, bưởi này mọi người đẹp quá trời, quá đất luôn. Quá à, quá xúc xích, quá à. Không, xúc xích kia kìa, xúc xích này chiên lên tốn thời gian lắm. Ủa hồi nãy ghi là gì? Hỏi tiệm đi. Nhân phô mai chiên giòn. Trời ơi. Bây giờ mình lấy bột ớt đi. Lấy rồi, bé lấy rồi. Ủa gì hả? Lấy xúc xích nha mọi người. Bé xúc xích nha. Uống xì đậu nành. Xúc xích ăn liền đâu á chị. Què què què. Phô mai. Where you? Ủa rồi, không có xúc xích ăn liền. Xúc xích này ăn chiên thịt lắm. No no. Where's my? Giấu rồi. Chết rồi. Chương trình giấu rồi phải không ạ? Chương trình chơi kỳ. Chơi kỳ rồi. Ủa phô mai đâu? Xúc xích nó phải đúng ở chỗ xúc xích chứ đúng không? Đúng rồi, xúc xích, xúc xích. Chương trình giấu rồi. Mua wasabi không? Phải không? À. Phô mai có đội kia. Anh mua wasabi không anh? Lấy đi. Phô mai đâu rồi chị Tiên? Đây chính là phô mai. Nè. Lên luôn. Bên kia nó lấy phô mai của mình. Tính tiền rồi đó. Ủa tính đúng tiền. Nè, tao báo công an. Đây là chương trình hợp pháp, người ta có đăng ký phường ở đây quay đàng hoàng đi ăn cắp. Mọi người ơi, chỉ có xúc xích và cái ớt đúng thôi mọi người. Có phô mai không? Mi kiểm tra đi. Ở bụng ra coi. Không hề có gì hết. Không, em mặc váy mà em giấu dưới váy kỳ lắm, ai chưa chưa vậy. Ê, 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 báo công an. Đây, tôi có đăng ký phường. Đây là món quà dành tặng cho các bạn đã xuất sắc khi kiếm đồ trong ngày hôm nay. Thôi đi lên anh ơi. Tôi không tin tưởng được cái đội này kinh khủng. Giận dễ sợ. Anh có muốn mua gì ăn không? Không tin được. Được 25 ngàn. Làm gì ta? 400 là mình được nhiêu tiền. Mua gì nữa Khánh? Khô gà, này mua khô gà không? Chỉ mua gì thôi, mình có mua dầu ăn này kia không? Ở trên có dầu ăn chứ. Ăn khô gà lá chanh không? Ủa có bột chiên giòn rồi nữa chứ không chưa hả? Chỉ có. Mình cứ cần gì chanh chứ. Lấy bột chiên giòn, trứng đi hả? Trứng nha anh, lấy trứng nha. Khô gà lá chanh ngon lắm mà. Khô gà lá chanh tới 119 ngàn rồi. 119 ngàn. Ủa Phan, phô mai tí người bạn đối thủ ơi, cái khúc này mình có tính thời gian không? Không không là mình cứ đi chơi thoải mái. Ờ mình đi chơi thoải mái vậy thôi. Đây đây. Bắt đầu đi dạo rồi đó. Anh salad đi, tại vì có salad ăn đỡ ngán đúng không, tại đồ chiên mà salad. Mua gì vậy Khanh? Dưa chuột. Bột chiên xào. Bột chiên xào. Bột chiên xào cái gì á, cái mặt tây á. Nhưng mà mình rồi. Không có chế biến tính được đâu. Thì mình làm cho nó thôi. Măng tây. Đó, cho chị băng hành cái nè. Salad á. Salad hả? Là mua nguyên cái salad luôn hả? Nè. Có gì ăn được không anh? Đỡ ngán. Có bột rau má nè. Bột rau má đây làm cái gì vậy? Tấu không? Giờ mình mua một nữa được không? À, mua về pha uống hả? Không, nè. Uống không? Nhưng mà em phải làm nhiều lắm. Không, nhanh lắm. Thật ra trong lúc chiên á, anh đâu làm gì đâu. Oh, it's up to you. It's not my... Ok, anh cùng team với em mà. Rồi, thôi. Em okay. Sẽ lấy thêm cái này nha. Một con má uống à, tới vậy đâu. Anh mát tăng cường trí óc. Ủa sao mấy bạn kia mua quá trời vậy? Chị mụn sẹo thâm. Sẹo lồi cũng chịu được mọi người. Cho mọi người. À, cái gì? Mua gì vậy? Tiền ơi, trứng gà nữa. Ủa phải mua trứng gà nữa hả? Em mua trứng gà để em luộc. Em mua trứng của em liên quan gì tới anh? Thấy chia được không hả? Chia được không? Này tập tạ chứ ăn trứng. Cao đẹp mà đi lấy đồ người ta hoài. Mua cái nhâm chân áo dược phường đó nha. Ngộ ghê, sắp hết giờ rồi nha mọi người. Rồi lên liền. Ủa sao cái trứng không? Nãy kêu không có tính thời gian. Bị em lừa đó. Trứng trứng không? Mua trứng không? Trứng. Trứng làm gì? Để trộn vào cho nó sạch. Mới dễ chiên thôi, lấy trứng đi rồi lên anh ơi. Ủa đúng rồi. Hôm nay Khánh có bài tập về nít nha. À tập mông nha mọi người, nên leo cầu thang hơi mệt. Lấy trứng đi, trứng đâu? Trứng đâu ạ? Là lần đầu tiên mua tiết kiệm như vậy. Anh thấy trứng không? Chắc chắn là nghĩ là sẽ còn dư rất nhiều tiền. Đúng không? Trứng không để đông lạnh đâu. Nè, em nhà mình hết wasabi, em có mua wasabi nhỏ thôi. Nữa nè. Có bị nhỏ. Mì đang khát nữa. Lấy bún trứng có không? Người ta nói uống sữa đậu nành là phát triển trong một, mà uống hoài sao không thấy phát triển. Thôi, giải tán. Lên làm thôi. Hai người kia ở dưới định lấy phô mai của mình. Giỏi, em tính lại. Hả? Chơi mà chơi đi. Cái gì? Cái thời gian luộc có lâu không? Làm luộc cho đỡ sợ. Luộc hả? Luộc đổi lại lâu. Ta phô mai hả? À, phô mai que làm từ phô mai tí đi anh làm. Ok rồi xong
Em xong rồi Phong, cảm ơn chị. Đi thôi. Nhỏ nhỏ phải không? Ok. Đọc comment của mấy bạn coi. Anh Khánh tập tạ sao mà đô nọng không vậy? À không em, tập tạ nó không liên quan tới mặt thịt nha mọi người. Đây là gương mặt thịt nè, các bạn thấy không? Đây. Cỡ nào cũng thịt, đây. Tôi ốm tôi cũng thịt. Điển hình cho nam mặt thịt, còn Hansara là điển hình cho nữ mặt thịt nha mọi người. Bé rất dễ thương, người rất ốm mặt vẫn thịt. Tội nghiệp, nhỏ đã xong chương trình rồi vẫn lôi hồn nó về đây. Đâu có, đang dẫn chứng gì mặt thịt mà. Như ba đứa mình là mặt không bị mặt thịt nè. Đâu? Mặt vi lai. Anh cũng mặt thịt hả? Em có chắc không? Có chắc điều đó hay không? Em thấy anh có nọng được kìa, dấu hiệu tuổi tác. Rồi, chúng ta sẽ đến với mời đi đâu rồi đâu. Đâu? Giờ mình chế biến thôi. Nhưng mà mình có phải rửa tay không mọi người? Hồi nãy cái đoạn ăn bưởi mình hơi hả? Mình hơi chưa có vệ sinh tay chân mũi miệng gì đó. Từ từ đi, đi xem vệ sinh mũi miệng. Bây giờ mình hỏi đáp siêu đầu bếp. À, mình phải chơi mình phải chơi cái này nữa. Chơi game nữa. Cả hai đồ. À, siêu đầu bếp là anh Kim cười hí hí nữa hả? Đúng rồi. Alex siêu. Anh Nghiêm. Người các bạn. Và trước khi chúng ta đến với phần nấu ăn thì chúng tôi có một số câu hỏi. Và ở cái phần này các bạn sẽ chơi theo cá nhân. Mỗi bạn sẽ cầm một cây búa hơi. Và những người trả lời các... Lấy búa bự mà sai á. Ui, cho em cái búa bự đi. Anh bự, anh lấy búa búa nhỏ thôi, đúng rồi. Ổng nói không ai nghe luôn. Rồi anh, em xin lỗi anh. Rồi anh nói lại anh Nghiêm. Hai cú mình xin lỗi đàng hoàng. 2, 3. Xin lỗi. Xin lỗi anh siêu đầu bếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có những câu hỏi và có những phương án trả lời. Ok. Người sẽ đưa ra cái phương án trả lời của mình. Ok. Sau đó là những người trả lời sai sẽ bị những người trả lời đúng dùng búa hơi đánh vào người. Wow. Con trai thì đánh con gái không lẽ vậy đúng không chị? Nhưng mà mình con gái đánh con trai. Chương trình là vậy đó em, chương trình kỳ lắm. Chương trình gái không có quyền. Kiếp sau để làm trai đi. Rồi, vô. Thì nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay là món khoai tây. Cho nên những câu hỏi chúng ta sẽ xoay quanh về khoai tây. Ok. Ok. Rồi. Theo các bạn, khoai tây có lớp thịt cũ màu gì? Ha ha. A. Màu kem sáng. B. Màu hồng đỏ. C. Màu nâu đỏ. D. Tất cả đều đúng. Ơi, khoai tây, em thấy khoai tây kem sáng nhiều, thôi nha. Nhiều mà, nhiều mà. Em chưa thấy khoai tây nâu đỏ, hồng đỏ nha, giống cậu dền vậy. Anh chọn tất cả đều đúng. Xin mời em Ly. Là anh thích cả pha cái búa bên này đó. Anh chắc chắn chưa? Có khoai tây mà màu khác nữa đó. Làm gì có màu khác đó là khoai lang rồi. Chỉ có khoai tây màu khác thôi. Nữa, anh đã từng làm rồi. Vậy thôi bây giờ mình chơi. Anh thề đi. Mỗi người một đáp án đi. Chơi không? Bây giờ chơi mỗi người một đáp án đi. Thôi anh khui anh thì ai. Bây giờ chung. Không. chung là gì? Chơi. Anh C là gì em quên rồi. Cái miệng kỳ lắm. Bây giờ tôi sẽ đọc lại cả bốn phương án nha. A. Màu kem sáng. Kem sáng. B. Màu hồng đỏ. C. Màu nâu đỏ. D. Tất cả đều đúng. Nâu đỏ như cà phê sữa vậy. Nâu đỏ mà cà phê sữa gì? Không, làm gì có khoai nâu tây đỏ. Nâu đỏ là hả, sữa Thái Lan. Không, em bị mù màu mà. Khoai lang mới là màu kia. Màu kem sáng. Hai đứa mình chọn kem sáng đi. Chọn mỗi người chọn một đáp án đi. Không, anh tất cả là anh em đi, anh ăn sẽ tất cả cái thứ này. Và theo các bạn thì câu trả lời nào là câu trả lời đúng ạ? D. Sơn Thạch. Câu trả lời đúng là tất cả các màu trên. Đánh! Yeah. Câu trả lời đúng quá. Không. Rồi, các bạn ơi, các bạn không nghe lời của thầy giáo rồi. Không. Thầy giáo nói mà các bạn không nghe, các bạn hãy xè cái đầu ra đi. Xè cái đầu ra. Không, bây giờ phải chứng minh cho em có cái cũ nào mà em chưa bao giờ thấy cái cũ. Em không. Let me see the picture. Làm gì cái nào có màu đỏ? Chúng ta có rất là nhiều loại khoai tây và ứng với mỗi vùng đất thì trồng nó sẽ ra được. Anh nói đi, vùng nào trồng khoai tây nâu đỏ? Màu đỏ đâu? Nói liền, trả lời liền. Còn không trời ơi, rõ ràng cái này là màu kem sáng. Đúng rồi chị, đúng em thấy khoai tây đây màu nè, màu kem sáng. Em không có thấy màu đỏ ở đây. Trước khi người ta phải đặt là anh phải đi chụp hình mấy cái đó. Không. Thôi đây, hình... để thay trời hành đạo. Không có nói nhiều nữa. Rồi, ok chúng ta thua câu này đi. Tạm thôi mình chấp ạ. Nhưng mà không có tâm phụt khổ phụt. Đúng. Lần sau phải có hình ảnh nghe chưa? Đúng. Tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Củ khoai tây thường mọc ở đâu? A. Mọc cuốn gần đầu lá. Trên trời á. B. Mọc từ giữa thân cây khoai tây. Mọc trên trời. C. Mọc dưới lòng đất. D. Tất cả đều đúng. Đó. C. Anh trả lời dưới đi. C. D chứ.
Anh chọn C. C. Anh thấy anh D rồi, bây giờ anh lùi về từ từ. À anh C phải không? Mình D đi, mình D hết đi. Không em C. Ủa sao vậy? Dưới lục đất ai mọc lên trên trời. Đâu có trên trời đâu, đó trên trời là của chị. Lá làm gì không phải. À, C. À chắc My định kêu xong rồi kêu ảnh show hình phải không? C. Không C, C. 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 Lần này cả bốn bạn đều đã đúng rồi ạ. Củ khoai tây thường mọc dưới lòng đất. Ok. Thường mọc hả? Thường phải mọc ở dưới lòng đất chứ. Anh phải nói là chắc chắn mọc đâu, dưới lòng đất. Đâu, My chọn D mà mọi người. Em không có chọn D đâu. Tôi suy nghĩ em là vậy thôi. Dạ rồi. Ta sẽ đến với câu thứ 3. Câu này là có rất nhiều đáp án cho nên mọi người chú ý nghe kỹ các phương án trả lời nha. Ok. Điều nào sau đây không đúng khi ăn khoai tây luộc? A. Cung cấp nước cho cơ thể. B. Cung cấp khoáng cho cơ thể. C. Loại bỏ chất béo. D. Hỗ trợ tốt cho giảm cân. E. Tất cả đều đúng. F. Tất cả đều sai. Nói nghe là cung cấp nước hả? Ê, quá nhiều luôn, bây giờ làm lại đi, mọi người nhớ một cái được không? Nước khoáng, em nhớ là nước là khoáng. Cung cấp nước nè, cung cấp khoáng nè, loại cung cấp chất béo. Loại bỏ chất béo. Trời ơi ngu. Loại bỏ chất béo nè. Rồi gì nữa? Rồi tiếp tục là tất cả đều đúng nè. D là giảm cân. Em tất cả đều đúng. D là giảm cân. Dạ dạ giảm cân. E là đúng. F là sai. Em nghĩ là tất cả đều đúng. Không có giảm cân rồi nè. Không giảm cân, ăn khoai tây mập lên nhiều lắm. Cũng không, ăn khoai tây không. Giảm chất béo là cũng sai luôn nè. Ăn khoai tây nhiều lắm. Có hai câu đầu đúng rồi. Khoáng là đúng. Nước không biết, nước vậy không là có. Một trong A và B thôi đó. B, em nghĩ là B. Tất cả đều sai. Đúng không ạ? Bây giờ mời tất cả các bạn chốt cái câu trả lời của mình. Giờ mọi người cắn mí đi coi nó có cấp nước không? Nếu anh là tụi em anh sẽ chốt câu nào? Đúng anh đó, biết một điều. Anh biết là điều chắc chắn nó không phải là A, nó không cung cấp nước tại vì nãy giờ nói về khoai tây anh quá là khát nước đi mọi người ơi. Lao. Anh quá là khát nước khi mà nói về khoai tây nha. À, anh nói nhiều, anh vận động cơ miệng nhiều trong đây còn mấy nên A bỏ ra. Cái cơ miệng của anh hoạt động linh hoạt lắm, đúng. Nó kỳ lắm. Bây giờ cả bốn bạn có thể hỏi những cái bạn khán giả và mấy bạn ơi. Lý ơi Google giúp chị. Đúng rồi, mình hỏi mấy bạn fan đi. Mấy bạn kêu là sai hết rồi. Sai hết hả? Tức... sai nhiều quá, không thể nào là câu e là F. Không phải rồi. Đúng rồi. Sai F. Hết rồi. Duyên. Hả? Em khoáng hả? Không nào sai hết. Thôi em cũng chọn sai hết. Mấy bạn kêu chọn A kìa. Cung cấp em sợ cho chị đi. Em sợ chị khoai tây cung cấp nước không? nhanh em mua nhanh. Nhanh. Thôi hồi nãy mình được đánh mọi nhưng người. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chốt kết quả của mỗi người ạ. À. Em bảo là tất cả đều sai. Ok. F. Tất cả mọi người đều chọn F, mình chơi lớn, mình chọn B. B để gì vậy? Chúng ta chúc mừng ST Sơn Thạch, bạn là người duy nhất trả lời sai trong câu hỏi này. Xòe cái đầu ra. Từ. Trời ơi. Sao ý ạ? Ý ạ. Đỏ và lẹ lên không có cho nói gì hết trơn á. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Cách bảo quản khoai tây tại nhà. A. Rửa sạch và để vào tủ lạnh. B. Rửa sạch, phơi khô và để vào tủ lạnh. C. Phơi khô, xịt một lớp nước mỏng lên củ và một để lướt vào tủ lạnh. D. Phơi khô, xịt một lớp nước mỏng lên củ và để vào nơi thoáng mát. E. Để trong túi giấy nơi khô mát, ít ánh sáng và thông thoáng. Wow, có rất là nhiều option luôn câu không cuối, mọi người. Câu cuối. Nhưng mà mình không biết làm câu hỏi là gì. Anh đang làm rối mình. Với câu hỏi là gì vậy mọi người? Cái nào đúng? Và rốt cuộc cái chốt vẫn là bỏ vô tủ lạnh thôi. Nhưng mà ổng làm đủ câu hết trơn á, làm rối mình nè. Bỏ túi giấy nè. À là bảo quản khoai tây. Rồi bây giờ câu A là gì? Bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh vậy thôi đó. Bỏ tủ lạnh. Câu A là bỏ tủ lạnh, câu B. Xịt một phơi khô. Phơi khô rồi bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh. Cái hai là phơi khô là xịt lớp nước. Đã phơi khô còn xịt nước. Phơi khô mình là xịt nước, nước lên. Tâm thấy là nó sàm rồi. Câu dung thì sợ. Nè phơi khô xong xịt nước nè, vô. Nè bây giờ đem đi ra phơi khô nè, xong đi xịt nước cho nó cứng lại xong rồi phơi khô tiếp. Không. Xịt đây, nước lại. Ý anh Nghiêm là phơi khô xịt nước xong cho mập mầm ăn vô chết á. Khoai tây mập mầm ăn vô chết á. Rồi sao câu D? Câu D là gì? Câu D là gì em? Dạ. Em nhớ câu E thôi là cái gì mà tránh nắng, tránh sương gì đấy. Em nhớ là bỏ vô túi giấy chắc hợp lý á. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc lại một lần nữa tất cả các phương án nha. Dạ, cái gì? A. Rửa sạch và để vào tủ lạnh. B. Rửa sạch, phơi khô và để vào tủ lạnh. C. Phơi khô, xịt một lớp nước mỏng lên củ và để vào tủ lạnh. D. Phơi khô, xịt một lớp nước mỏng lên củ và để nơi thoáng mát. E. Để trong túi giấy, nơi khô mát, ít ánh sáng và thông thoáng. E với A là hợp lý nè. Mình cần phải bên E trong đời mình. B. B với E là hợp lý. Là gần... Tại sao? Bây giờ mình sẽ có một cái
củ khoai tây là nó được sinh sống ở đâu? Nó sống từ, nó mọc lên từ lòng đất đúng không? Đúng rồi, người đó. Về từ lòng đất mà đúng. Cho nên là nó sẽ cần những cái nơi mà không có ánh sáng. E đó, e là cất trong, mà trong tất cả những option kia thì nơi nào cũng không có ánh sáng hết. Bốn đứa giờ bỏ vô tủ lạnh là mình đóng lạnh, là cái tủ lạnh nó đóng mà rồi, không ai mà xịt lớp nước vô hết trơn á. Ê, anh xịt nước vô này là con biết. Tự nhiên nhìn mặt đứa nào ngu hết trơn. Ngu đeo luôn. Mỗi người chọn đáp án đi. Bây giờ mọi người á, thôi đừng có chọn chung với nhau. Ừ, chọn khác đi. B. A. E. Ồ. E. Phải, em chưa chốt. Thôi coi. Mọi người coi lại A kìa. Thôi. Không, A là sao? Mình giữ quan điểm của mình đi, A đi anh. Ê, có khi nào mình chọn E cái từ bị E. Sai đó mọi người. E. Các bạn đã chốt rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đã chốt rồi. Chúc mừng ST Sơn Thạch, lần này bạn đã trả lời chính xác ạ. Wow. Ông dụ mình, ông đưa tất cả những cái lý lẽ của ông để ông. Coi nè, có bạn này tội lắm, Emily Nguyễn. Emily Nguyễn. E nha. Sợ. Ông thấy e nha. Một vàng luôn kìa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Ủa chưa hả? Có thể câu hỏi này là Khởi My có khả năng là đã biết được kết quả rồi. Câu số 5. Vậy Khởi My không chơi câu nào hỏi này. Đúng. Tự chui xuống dưới thùng rác. Thôi kỳ quá hả. Câu số 5. Không được ăn khoai tây khi A. Củ khoai tây mọc mầm. B. Củ xuất hiện màu xanh lá. C. Hai phương án trên đều đúng. D. Hai phương án trên đều sai. C. Nhìn mặt này. Em tưởng em ngu hả? C. Yeah. Ê, đánh ảnh được không? Nhưng mà ảnh vỗ tay cách miễn cưỡng đó. Kêu bây giờ đây. Không, nhưng mà biết sao không? Tại vì mời chương trình này vô bốn đứa cũng mặt cũng hơi khờ khạo đó. Không. Trả lời đúng thấy mẹ đúng nghe nè, nhưng em mà bốn đứa cùng trả lời đúng là phải đánh ảnh chứ. Đúng không? Tại sao mình đánh nhau đi xuống đánh ổng cái này lên chơi tiếp à? Thôi mình đánh làm đi em, kho đánh á. Tí nữa ảnh là người phát lương cho em, đánh đi. Thôi coi như em chưa nói gì em đánh vô. Nhưng mà đồng lòng như vậy là mình sẽ được thêm tiền đúng không mọi người? Đúng rồi. Dạ, được tặng thêm tiền ạ. À? Ui, là hỏi chơi vậy thôi hả? Chương trình trời là hỏi chơi ơi. Thôi. Tại vì ngày hôm nay các bạn còn dư rất là nhiều Vicon rồi. Đúng rồi. Ý, nãy giờ mình mua gì, mình mua gì, mình lấy ra mình khoe mọi người nè. Anh của mình đâu anh? Đây. Báo cho mọi người là đội NFT chơi rất là xấu, dám giấu phô mai vô nách bậy. Nói vậy là đổ oan cho bọn em. Lát hồi mà ăn mà có vị gì thì đừng có trách tụi tôi nha, tôi không có biết. Sai rồi mọi người ơi, mọi người lại nghĩ sai về lòng tốt của đội này rồi. Đội này chỉ là hả, thấy kiếm mọi người giúp. Kiếm không được. Đội này đã bỏ vô trong cái người của đội này. Để ở đây thôi, lên để hả, cất một cái nơi kỹ lưỡng nhất. Không bị nè, cướp. Đưa cái tay này em phân tích. Đây, cho cái bụng. Không, cái bụng chứ không phải ở trên cái bụng cánh. Không. Bây giờ cái vú là cũng hơi mùi vú nè. Nách thì cũng hơi mùi nách, bụng cũng hơi mùi bụng nữa. Bây giờ anh quyết định cho em bây giờ sao? Giờ anh bỏ vô là đã hôi rồi. Đây là khoai tây thương hiệu ST. Có mùi ST. Cái đó là phô mai. Bán cho fan ST. Phô mai, phô mai. Anh mất nhận thức luôn rồi, anh kêu đi khoai tây luôn rồi. Em sợ anh luôn á. Tụi mua trứng. Nãy giờ nói về khoai tây mà bây giờ mồ hôi anh nhễ nhại. Hay là em muốn anh dừng lại luôn. Bột chiên xù. Bột chiên xù. Wasabi. Wasabi là đơn có liên quan gì? Wasabi đơn giản là tại nhà tụi em hết, nhà wasabi, hết wasabi rồi, mua một chai sữa đậu nành. You know and rồi bây giờ Emily nói những gì Emily mua đi. 2, 3. Emily quyết định là mua ớt bột. Ôi sao anh cười vậy? Ôi anh xỉ vả vậy, tại sao em nói ớt bột anh cười? Tại đây hình như có ớt bột phải không mọi người? Không, đây có muối tôm mà. Có kìa, có ớt kìa. Không phải ớt bột à. Không phải ớt bột. Rồi thôi, vậy, hợp lý. Đây là món mà trong bếp Emily không bao giờ có. Bởi vì Emily không ăn cay. Đó. Wow. Sao vậy, ăn cay tốt lắm á. Dạ không, ăn cay. Không thích. Ăn cay bổ mắt lắm á. Hay ghen, mệt. Ghen, tăng huyết áp, mệt. Rồi, tiếp theo là trứng. À, có trứng luôn kìa. Không, thì công thức có trứng. Trứng là tại thấy bên kia mua, bên này mua theo chứ không biết tác dụng là gì nha mọi người nha. Kỳ trời. Tiếp theo là xúc xích. Đúng rồi. Rồi salad. Salad. Cái gì em salad vậy? Tại vì thường salad để cho cảm giác là một cái bữa ăn nó khỏe khoắn và nó thêm thanh đạm thôi. À, nhưng trang mà trang trí. Sau khi mà bữa ăn thanh đạm thì SC đã bù đắp lại bằng một cái món da cá chiên giòn. Để khi mà Emily nấu ăn thì mình có thể đứng đây mình ăn. Đó. Salad ăn rất là lean. Chuyển qua cái kia da cá mà chiên giòn. Gãy. Trứng muối nữa. Trời ơi, thêm trứng muối. Nghĩ mà nó trắng thiệt luôn á. Rồi, bây giờ bắt tay vô làm đúng không anh em? Và bây giờ chúng tôi xin công bố số lượng Vicon của hai đội còn lại. Đội của Emily, ST Sơn Thạch các bạn còn 220 Vicon. Wow. Đội của Kevin Khánh Khởi My các bạn còn 240 Vicon. Ồ, mua nhiều. Tại anh đó, tại cái bình giá cá của anh á.
Làm mua đồ mình cứ phải trên. Bây giờ chúng ta sẽ mua các cái này đó thì đó, con có số tiền đó anh. Ấy, không có đọc trước. À, số tiền thôi. Lấy luôn. Ủa mình được 240 hả? Vậy là mình lấy cái 100 đi mi. Đâu nè. Lấy 150 đi. Ghê á. Bao nhiêu rồi? Đâu? 8 với 8 là chết 206 lận. Ủa nhiêu? Đâu 200. Rồi mình lấy được 3 cái nè. Vậy lộn rồi, vậy phải mình lấy 200. Không, à mình giữ 20 thôi, được rồi, được rồi. Thôi bên kia bỏ rồi kìa, mình lấy bên kia đi. Lấy 60 đi anh. Giật đại đi. Đó. Phải đổi lại chứ. Như rồi, bây giờ cả hai đội các bạn đã có trên tay những cái super tool của mình. Mà. Các bạn hãy đọc kỹ cái phần hướng dẫn sử dụng ở phía sau. Anh Nghiêm ơi, bây giờ nó như vậy nè, bên em thiếu có 10 đồng thôi. Thì bây giờ dạ, em quyết định em trả hộp wasabi lại em lấy cái super tool 50. Các bạn phải hỏi đội đối thủ xem có đồng ý không ạ. Đội đối thủ ơi, đồng ý không? Không sao. Vì cái đấy đúng không? Bên này dư 10 đồng nè, bây giờ bên kia lấy mình lấy cái gì mình quên. Ừ, muốn lấy gì 10 đồng đúng không? Lấy wasabi tại vì nhà các bạn thiếu wasabi. Bây giờ mình lấy phô mai đi. Ok. Lấy một cục thôi. Đúng rồi. Mình lấy phô mai mấy bạn làm được. Không xài phô mai đấy, tế cái gì vậy? Hay là lấy một cục thôi cho. Lấy một cục hai tay này. Thôi. Thôi. Cho. Vì hồi nãy mình đã làm lòng tốt rồi thì bây giờ mình làm tốt tiếp tục đi cũng sao đâu, cho 10 đồng luôn. Cái này là cũng có thể là hại hay là không cần nha, không cần trả đó. Luôn. Không cần trả luôn kìa, đừng nói người ta cho rồi. Bây giờ đưa mình cho bên đó 10 đồng đi. Đúng rồi. Xong bên đó đưa cho mình một cái bảng thôi. Không. Em đâu có bị khùng. Thôi cho đi anh đi, cho đi. Cho luôn á. Bên rồi, em dư em cho. Xin mời hai đội mình sẽ đọc kỹ cái phần hướng dẫn sử dụng ở phía mặt sau. Và quyết định sử dụng Super Tool tùy thích. Đọc cái này trước đi. Trừng phạt cái gì kìa ông nội ơi. Trụng lôn trúng phạo. Này vui nè, vui. Này vui nè, này vui nè. Xin lưu ý là các bạn được phép sử dụng vào bất kỳ khi nào mà mình thích nha. Dạ rồi. Cơ hội nhìn cái đội nhìn. Ê, cái chương trình này ghê thiệt á. Ở đằng sau này nha. Đằng sau để giảm giá 50 con mà để đằng trước 60 con nha. Trời ơi, buôn bán nhưng mà hả? Kỳ cục lộn vậy. Treo đầu dê bán thịt chó nhưng mà. Ê, em có cái super tool dành cho cả hai đội luôn, vui lắm. Khi vui nghe hiệu lệnh chuông và tiếng đếm của ekip, bốn bạn phải nhanh chóng cầm một dụng cụ bếp, không được trùng nhau nha. Bốn đứa nhưng mà phải cầm phải dụng cụ khác nhau. Ừ, đứng im cho đến hết tiếng đếm. Là cái gì, cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Cầm lại đi anh ơi, cầm lại đi, là cầm lại đi. Cái gì? Rồi, không biết nữa. Rồi, xin chúc mừng chúng ta đã có một phần làm nháp rất là thành công. Các bạn mẹ. Mẹ. Mà nãy giờ mẹ có coi con không? Ủa đâu có quy định không trùng đâu ạ? À? Đâu cái này là cái đó chén là trùng rồi. Cái chén không, tường cái này, cái này là cái này là khác nha mọi người. Cái này là không cái được chén ăn cơm, có ai ăn cơm mà cái này không mọi người. Không, dùng trời đất ơi, ơi nghe ngược vậy luôn hả? Đúng rồi, chén là không được. Nếu mà trùng là tôi cũng bị trùng luôn đó. Không, cái này không phải, cái này là không không, tôi ăn cơm bằng cái này. Không thật. Gỏi đu đủ xong rồi thảy cục cơm rồi ngồi múc mẹ đi gì chứ đổi vô kia cho nó tốt. Ủa lại gì? Cái gì đó mọi người? Rồi xin chúc mừng các bạn. Thì các bạn có một cái tinh thần cảnh giác rất là cao. Và bây giờ chúng ta nặng quá. Nặng quá. Anh ấy tiện khổ quá. Nhìn khổ dã man luôn. Chưa lấy đồ mà muốn trẹo lưng luôn á. Chị có xì chết luôn á, thì cái chương trình nó gì bị khùng luôn á. Rồi vô làm nha mọi người. Làm chưa? Xin mời Kevin Khánh, mình sẽ bấm đồng hồ tính giờ, các bạn sẽ có 20 phút ạ. Rồi. Ê, hình như có một cái nó mất dạy lắm. Trời. Cái gì? Ý là mình mất dạy với người ta đó. À vậy hả? Rồi gì mình chơi luôn không? Thôi. À, thôi. Cái đó phải đợi nấu ăn xong. Thôi làm đồ ăn anh ơi. My đọc comment đi chị My. Có một comment tiếng Anh của bạn Chua Chua Em Liêu Liêu. Sending love and hook tất kê everyone love you all. Nói cái gì á? Đội anh ST cố lên, anh ST ngày càng đẹp và mặn mòi. Hả? Vậy là khen hay là khen mà anh? À khen, khen mặn phải không? Giá lâm. Chị My ơi, bên kia có trộm long cháo phụng. Hả? Bạn thấy hả? Ghê vậy? Các bạn thấy hay sao? Hồi nãy ST nói là trộm lơm trúng phạo á, mà các bạn vẫn nghe được nha. Trộm là có nghĩa là sẽ lấy món ăn của mình đổi với bên kia đó, là mình làm dở thôi anh. Mình dở bên kia đổi với mình. Ngu sao bên đổi. Trời đất ơi. Bên đó làm dở thì bên này cũng không đổi nha. Anh không đeo bao tay luôn hả? Hồi ăn giám khảo chết luôn á.
Bây giờ em lột đi xong anh bóp. Anh bóp cho. Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đang làm mà. Thôi chết rồi. Đã có 20 phút hả? Thôi chết rồi. Thôi chết. Một lát rồi mà làm mà cứ như vậy là ta đau tim ta chết. Không, anh luộc trứng làm gì? Cái gì vậy trời, đang làm. Anh có tiền án tiền sử gì bệnh tim không? Sao anh nhận bếp anh cũng căng thẳng vậy đó, có gì đâu căng thẳng. Wow, you can really dance. Sao, cái này không có được ngoài kia. Có nước không? Nước bên em, nước bên đây. Làm gì vậy? Rung chuông lần nữa là anh sản luôn á. Coi này. Quăng cái nồi đó. Ông. Mi Trương Thành với đôi đũa. Thực sự là trong cái ống là chỉ có đôi đũa là nó cao nhất, nó dài nhất, nó dễ lấy nhất từ mọi người. Mình có cái muỗng à. Mệt ghê. Tiệc ai mà rung chuông bất chợt tối nay giải chĩa. Trời đất ơi. Lên tim lắm rồi đó trời. Mệt dễ sợ luôn á. Ý lột ra vậy này dễ lắm anh. Ủa. Cái chén đó nó được. Ủa anh Nghiêm, sao anh Nghiêm nói với em là lột dễ lắm mà giờ không dễ vậy? Dễ. Thiệt á. Tức quạo ghê. Sao. Lấy tay bóp thôi. Anh lấy cái bao tay đi. Ừ lấy bao tay mới được. Hết rồi, cửa hàng chúng tôi hết. Cái gì vậy trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Có hai bạn nam bị trùng rồi. Rồi. Cái muỗng nè. Cầm hai cái lẫn nữa kìa. Ê nếu mà bị trùng thì sao anh? Nếu mà bị trùng á thì các bạn phải ăn chanh nè. Yeah. Rồi ăn chanh, lấy chanh ra mọi người ơi. Người ta nói ăn chanh có ngày đứt tay đó mọi người. Ủa cái gì ăn chanh ngày đứt tay? Nói cái gì vậy trời? Nói cái gì anh? Hả? Nói cái gì á? Anh tán ra thôi. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ xé nháp lần này nha. Các bạn phải chú ý hơn trong lần sau ạ. Em mà chuẩn bị sẵn cái đó được không vậy? Đã 4 phút trôi qua rồi ạ. Wow. Lắc chuông không là hết 3 phút rồi đó. Mì. Justy ơi, anh đánh trứng ra đi Justy. Để mình bỏ đây mình trộn nè. Anh cào cào ra đó rồi. Em dẹp này nha. Dẹp. Yeah. Tức không? Đừng có một tiếng chuông nào nữa nha trời ơi. Im lặng luôn á, tại vì sợ nghe tiếng chuông á mọi người. Chưa bao giờ nấu ăn mà im lặng tới như vậy luôn á. Không nói gì luôn Khánh, anh sao vậy hả? Mình không biết mình đang làm gì luôn nha mọi người nha. Anh ổn không Khánh? Anh ổn không Khánh? Sao anh nhìn nghiêm hoài vậy? Không có cần không nhìn cái màn hình. Đúng rồi, múc cái đó ra. Đi yes, thôi để em. Anh cứ bóp đi. Anh bóp cái gì giờ? anh bóp cái này đi. Let me do it. Đang làm một kêu bóp bóp kỳ quá nha. Lấy cho anh cái thớt được không? Để anh xách cái khoai tây ra cho nó dễ. Đi vô đây. Đây. Chưa bao giờ trường quay im lặng như vậy luôn á mọi người. Mình có thể hát chơi nối chữ không? Để. Wow. Kinh nghiệm. Thiệt là kinh nghiệm mà. Bóp hả? Đây. Cứ để vô đi. Thêm củ. Quá mệt mỏi luôn á trời. Được không? Anh bóp nát ra đi. Rồi em sạch sắc xúc. Bóp nát như lâu đài cát. Trời ơi. Đề nghị không bao giờ được sáng nát. Ai mới khen ST mặn gì vậy? Cho em cái tài khoản đó với. Thiệt luôn á. Ây, em thấy cái game này phù hợp với những bác, những cô cỡ tuổi mẹ em khoảng 60 tuổi đổ lên này. Lắc chuông cái cho đi lượm đồ. Cố lên anh. Ủa cái này hình như nó không có phải như vậy đâu mọi người ơi. Là sao anh? Hình như có gì đó nó sai sai á. Làm là sao mình có thể làm nhuyễn cái này ra được vậy? Hình như cái này nó chưa chín tới. Nhuyễn chứ. Sao bằng này? Em nói thiệt với anh quay phim luôn. Ai nói cái củ khoai tây này nó dễ lột em cùi luôn á. Cái này nó khó lột cũng chết. Ra không? Xin mời các người nhìn qua đội đối thủ à. Người ta đã lột xong hết luôn rồi à. Tại vì anh lắc chuông quá, em đâu chú ý. Mệt quá, giai đoạn này mệt quá. Sao mọi người có thể làm được điều này?
nghiêng mình hả, không phục những người bạn. Đáng lẽ là chương trình phải cho cái đồ tán khoai tây ấy, nó là đồ khác. Trời ơi, mọi người chỉ thấy kìa, tuần trước cho tụi em chơi làm với cái máy đánh trứng và đánh bằng tay đó mọi người. Ê, em có thể luộc trứng được không? Lý do bớt nó dễ hơn anh. Anh ơi, anh mà muốn luộc trứng anh phải để cái nồi lạnh chứ, sao anh để nồi này, bỏ trứng vô là bể đấy. Tôi đã hiểu lý do tại sao rồi mọi người ơi, tôi bào ngược cái đầu bào nha mọi người. Người ta bào là cái đồ bào là ở đây nha mọi người nha, là nó ra quá trời ra một nùi nùi nha. Ừ đúng rồi nè, mà tôi bào ở đây nha, không hề ra nùi nùi nha. Cái này khó quá gì mày, dầm sao đây? Em nói là lấy cái tay nó dễ hơn. Bóp đi. Có ai nhé si không, luộc trứng mà hả, để nước sôi bỏ vô cho trứng nổ hay gì trời. Anh không biết nấu ăn thiệt hả? Thiệt mà. Là anh bật lửa mà anh không bỏ nước. Đâu, anh bật cái nước sôi rồi anh bỏ trứng vô, lúc đang sôi nó nổ á. Wow. Xin lỗi mọi người. Xem nó là nổ phim trường rồi. Trời ơi, cái này sao mà dầm được, phải có máy xay chứ ta. Mày bào, anh đã tì bào xong chưa, cho em mượn cái đồ bào coi. Chưa, anh đang bào. Không, có đồ bào khác nè. Đồ bào mini. Trời ơi, bào cái này khi nào mới xong? Nè, đó. Đúng rồi. Yeah. Đừng. Xin mời ST ăn chanh à. Rất ghê á. Mình đã thấy Khởi My cầm cái đồ bào rồi. Mình đã kịp. Anh đưa lên sao em là anh bị phạt. Where is chanh? À đây chanh. Đây để gửi cho. Trời ơi cái này sao mà bào được trời. Ủa ST ơi, bạn có phải là một người ăn chua giỏi không ạ? No, ST là người đã bao tử đó. Chương trình vậy là chương trình ác với ST lắm đó. Không sao, tí trợ cấp tiền miễn phí. Chúng tôi sẽ giúp cho bạn hết đau bao tử, bạn sẽ được ăn hết một trái chanh à. Wow, chương trình thật là nhân văn thiệt. nhân ái, nhân hồng. Không miếng gọi là hơn, nhỏ nhỏ. Ăn như vậy lát hồi cái lưỡi nó sạch, nếm vị đồ ăn nó tốt hơn. Tôi chết rồi My ơi. Cái khoai tây này mua kẹo cho anh ăn nha. Tại vì mày dai dữ vậy trời, luộc chưa tới sao á. Họ dụ mình rồi, họ nói họ luộc cho mình nhưng luộc chưa tới. Ờ, tại để em tự luộc hay hơn à. Thôi chết rồi. Cứ ngắt ra trong này, cứ ngắt ra. Xong chưa anh, xong chưa? Thôi chết. Chúng ta sẽ làm gì đây? Anh ăn gì vậy? Ăn tính. Sao tên ăn ngon quá vậy? Trời, ăn cái miệng ngon dễ sợ luôn á. Anh biết mấy chương trình bên TikTok. Wow, anh đã biết được rồi, anh đã chơi được tương lai. Chanh ăn gì với cá da cá trứng muối là ngon lắm. Rồi thử đi anh. Lấy xé bịch da cá ra ăn. Trời ơi, anh tính là ăn chua giỏi á chứ. Ăn chua mà không chớp mắt luôn á. Anh nhắm mắt nãy giờ đâu có chớp đâu. Thôi coi như em nói sai đi. Bào lẹ đi, ST bên em cần lắm ST ơi. Thôi nhiêu đây đủ rồi, một trái thôi. Đủ không? Một đủ thôi. Qua rồi đủ à? Rồi. Đó. Chơi tôi rồi. Chương trình chơi tôi rồi. Khoai tây đâu có mềm đâu, làm sao mà bóp được. Bóp như thế nào đây? Không chưa, nát không? Để cái tô khác ra anh ơi. Phải, đúng rồi, phải bỏ trộn vào mới ngon. Xong rồi mình phải nêm vào nữa, nêm ớt, nêm muối, bỏ trứng vào đánh lên thành một cục. Rồi em bỏ vô nhanh. Cái nào nó nhuyễn nhuyễn thôi. Mấy này chưa nhuyễn hả? Hai đội ơi, bây giờ mình có thể dọn bớt cái phần phía trước để chúng tôi dễ ghi hình các bạn được không ạ? Dạ không. Ok, đây, đó. Cái này là không, em sẽ lấy cái này ra. Cái trứng đâu em bỏ vô. Trứng nè. Nè, em lấy cái đó ra đi. Rồi. Ok. Trời ơi, nó giòn trong này còn giòn sực sực luôn á. Cho anh miếng dầu ăn. Em lỡ lấy hết cho bạn rồi, một muỗng nha. Không được rồi. Rồi. Anh phải nêm vào nó mới ngon. Một nửa muỗng muối. Không cho. Mình có phải chiên hay làm gì không? Chiên lên ạ. Mà mình chưa đi. Không sao, cái đấy ngon. Yên tâm. Trời ơi. Cái hậu vị của cái chanh á nó đắng quá. Đắng nè. Nó đắng. Nó đắng quá. Thương thù anh miết và anh bị tâm lý luôn đó mọi người. Đây là lúc thích hợp để chúng ta ăn da cá. Ăn da cá đi anh. Ok.
Chanh cứ kéo đi. Ê, đắng quá. Đắng đụng mình luôn. Quay tay gì mà cứng quá anh em à. Ơi. Hay quá vậy Khánh. Khánh hay thiệt chứ chứ. Ăn một uống miên nữa nha. Chờ đánh cho bữa ăn nha. Tức ghê á. Em thích anh lắc cái nữa đó. Rồi anh lại thôi để em trộn lên. Đây, được anh nè. Như My dụ mình cái gì á. Sao vậy? Hả? Thấy My kêu là ủa sao em bỏ hành vô đây vậy? Em thích. Tầm này em nấu gì ban giám khảo phải ăn thôi. À, đây lần là... đầu tôi thấy một khách mời có ý chí mà nói chuyện khí khái như vậy. Mà giám khảo lo lắng lắm. Đúng là người con gái hiện đại ha. Ánh mắt long lanh to tròn. Anh đổ trứng thôi chưa? Anh rồi, hơi ít thôi, không nhiều đâu. Không nhiều nó sệt sệt mới ngon. Xíu nữa đi. Không, khoai tây mà, cái này là món ăn khoai tây mà. Kệ, đã bảo rồi em nấu gì ban giám khảo ăn cái đó. Mời. Ở nhà có ai nấu dạ. ăn không em Ly? Có. Ôi vậy là bạn này giỏi rồi, hay nấu ăn là đỡ rồi. Còn đây là không bao giờ nấu ăn nhưng mà làm giống như là cầm. Wow, mấy có chuyện nhỏ này nè. Pretty dance. Nhưng mà không biết ăn được hay không nha mọi người nha. Thì mình chỉ được nhất vậy thôi. Trời ơi vất vả quá. Chiếu đi, em không biết không. Không, em bắt chảo lên chiên nha. Trứng của anh kệ anh. Trứng của anh gì? Trứng của chúng ta, đừng nói trứng của anh. Ủa? Sao? Cái team này có thể giao lưu với mọi người không? Sao? Giao lưu đi anh, anh chơi đi. Lưu. À, mình sẽ sử dụng cái thẻ này đi. À, Super Tool 50 Bitcoin. Nhanh lên. Chủ vườn chanh kỳ diệu là tại vì mình mới ăn chanh nên mình đã thành chủ vườn chanh kỳ diệu. Độc được quyền vắt số lượng chanh tương ứng với số lượng đổ xí ngầu được cho đối thủ. À. Là bây giờ mình vắt chanh vô đó. Xí ngầu ở đâu? Xí ngầu đâu? Cho em xin xí ngầu coi. Xí ngầu của ban chương trình, à, ban tổ chức. Rồi đây. Chưa, cơ hội thẻ dành cho đội mình. Sayed được quyền yêu cầu đổi đối thủ, đổi Super Tool cho đội mình. Cho đôi em đổi lại cái đó đi NXT. Em có thể đổ dắt chanh vô miệng anh tiếp tục nữa anh. Đúng anh rồi. Đau tử cũng được. Em dạ, phải dắt chanh vô miệng anh đi. Dương chanh kỳ diệu nè mọi người. Nhưng em nên nhớ anh có trụng lôn cháo phụng. Trụng lôn cháo phụng là chỉ đổi đồ ăn thôi chứ. Đổi đồ ăn là khi nào mà em nấu anh em ngửi. Thì em mới kêu Khánh nấu dở thiệt dở để cho anh đổi rồi dạ. Em tính hết rồi. Trời ơi không thấy tôi đang lu mu trong đây hay trời. Anh cứ lắc hoài à. Nấu rất dở để tí cuối cùng cho anh đổi đó. Thì bây giờ em nấu cái của anh cũng dở luôn thì em đổi coi em có ngon không? Thì số bữa tuần cuối coi nhanh thua rồi đó. Giám khảo cảm thấy là mệt mỏi ngoài đó rồi đó. Đúng rồi đó, rồi bây giờ dừng tranh kỳ diệu nè mọi người. Cho xí ngầu anh NXT lắc nè mọi người ơi. Nếu bị chơi xấu gì từ đối thủ được quyền làm lại tương tự cho đối thủ, chỉ được làm đối thủ một loại Super Tool. Ủa vậy là cuối cùng đội em bị nữa hả? Là cả hai cái món đều dắt chanh vô đó. Hiểu không? Là sao? Là mình cùng dắt chanh vô từ cái... Đó thấy không? Có chơi khôn không? Cái tỷ cái giờ hại nhau đó. Rồi bây giờ xin mời ST, bạn sẽ lắc xí ngầu được con số là bao nhiêu thì Khởi My phải bị vắt chanh và Khởi My cũng làm tương tự với đội okay. ST à. Ủa là tôi cũng bị đúng không? Không ạ. Wow, anh sao em lắc nhiều vậy? 10 là cho anh đó. Em lắc là em cũng 10 đó. Không là anh lắc đi, khi nào anh lắc được 10 em mới 10. Bên nó anh chơi vui lắc, ghê ha. Mỗi lần lắc mà. Em lắc anh 10 em rồi đó. Anh lắc lại em không? Là tương tự mà. Y chang nè, được quyền làm lại tương tự cho nó. Thì nhưng mà anh phải lắc chứ không phải là em lắc, hiểu không? Xin giới thiệu các bạn cách sử dụng nha. Bây giờ mình mở cái nắp ra. Ở phía đó nó có một cái nút. Cái nút nè đó. Không, em tự lắc rồi. Đó anh là 6 7 này. Cái này là trong cái ngựa là ra quân nè. Ừ, rồi anh. Anh em đổ 2 số 5 cũng ra quân luôn. Ừ, 2 số 5 ra quân mà em tới 10 nút lận, anh có 7 nút. Anh em tôi. Đâu 7 là cho em, 10 là cho anh. Không, 10 là cho anh. Ừ đúng 7 cho em đúng rồi. Là có nghĩa là em lắc 10 là anh ST phải chịu 10 cái dắt đúng không? Đó. Giờ sao? Dắt vô đâu anh em? Dắt vô miệng anh nghe. 10 cái. Thôi, dắt vô miệng anh uổng lắm. Chanh đâu? Chanh ở ngoài này nè, em kiếm đâu vậy nè? 10 cái dắt phải không? Em anh lắm, anh lấy cho em. Khoan đi. 1. Thôi, để em tự cắt cho anh. Đây. Cắt tự dắt cái gì vậy trời, thiệt luôn. 2.
kêu bác sĩ tới đi, anh mất nhận thức rồi mọi người ơi. 4. Cảm ơn anh đã gọt giỏ giùm em. 5. Em dắt nguyên khúc có vô luôn á. 6. 6. 7. 8. Ôi dồi quá. Ý. Gắt vậy. Là hết tranh gắt cho đội em luôn á, cảm ơn anh nha. Em đã dắt 10 giấy tranh cho mày anh rồi. Rồi hết... Anh cảm thấy là anh tắt ra nó cũng không có tác dụng gì hết. Anh tự ăn hết đi cho rồi đi. Rồi bây giờ hết tranh gắt cho đội em luôn á, em buồn ghê á. Giận luôn, hết tranh rồi. Ủa cái món mình cũng ok quá nè. Ý. Không ấy, cuối cùng Super Tool đổi cho đội em cũng được á. Super Tool anh là cuối cùng là đổi cũng ăn thôi đúng không? Chúng ta còn lại hơn 3 phút ạ. Ok. Ủa còn gì nhiều vậy? Hết thời gian luôn dùm. Còn gì mà còn tới 3 phút luôn mọi người. Anh đi rửa salad đi. Super Tool cuối của tụi em xịn lắm á mọi người. Để chân cuối thôi. Rồi, đại chiên nó chín rồi em ạ. Chín chưa? Rồi. Ê, phải cho ngủ, dắt vừa cho ngủ, nặng chứ sao nỉ nặng hết trơn. Đó, nặng đi, đó nè, gom nặng đi. Muốn nặng cho nặng. Không, 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 anh nặng đi. Ủa anh nặng đi xong bỏ cục phô mai chứ gì hả? Đúng rồi. Rồi thảy vô, rồi, nhúng trứng. Vừa đây là bộ môn ý thích của ngộ, trong này là có một cái phô mai nha mọi người. Ôi trời quá, ui. Sợ bà chị. Chê mẹ phú, chê mẹ đen. Rửa rau dễ đồng đội mình chơi mình làm cái gì đó mà mình quên mất tiêu. Rửa rau. Mà không biết cái bịch rau ở đâu luôn á. Đây đây đây, ở đây nè. Lên trên kia rửa anh. Trên kia có nước. Đâu. Anh Nét Ti ăn chua giỏi ghê. Mấy bạn FC của anh Nét Ti nhớ mua chanh tặng anh Nét Ti nhiều nhiều nha. Nô, ơi. Chanh là chị Phương Thanh nha. Nét Ti là mua đá nha. Nhưng mà em thấy anh có tiềm năng lắm, anh ăn chanh rất là giỏi luôn, thiệt luôn á. Ủa? Đúng Ti. Cho một cái kéo đi. Ủa sao cái đội này chiến gì đen thù lùi vậy trời? Cháy tỏi á. Thì bởi vậy làm cho đội anh đổi với đội em mà. Hồi nãy em nói câu gì anh thấy tâm đắc lắm nè. Tâm đắc hả? Đẹp chứ không có ngu á. Ủa giờ anh mới biết câu đó lâu lắm rồi nè. Câu đó từ thời mẹ em có rồi đó. Đâu? Khánh My cố lên. Nhìn anh Ti yêu ghê. Cái gì vậy? Đang lu bu. Anh mới phát hiện nó còn hai chén chanh. Cái này không phải đồ làm bếp nha mọi người. Cái này không phải đồ làm bếp, không phải vật dụng làm bếp, bị phạt nó hai chén chanh. Cái đồ đựng trái chanh nè là vật dụng làm bếp. Không. Bình thường em treo đồ lên bằng cách nào? Treo đồ ở trong bếp là em phải treo bằng cái này, em hiểu không? Không. Đây là một vật dụng trong nhà bếp. Không. Anh ơi mình tắt tắt đồng. Sao à, sao tôi anh nghiêm à? Thêm cho hai đội 3 phút nha. Anh nghiêm giờ đưa lộn cái đó đâu, không phải dụng cụ trong nhà bếp đâu, bắt ăn chanh đúng rồi. Em ơi có 3 phút thôi. Chỉ có 3 phút hãy tập trung vào chuyên môn của mình. Đừng có đi tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp thì nghiệp sẽ tạo lại. Vậy thôi đưa em hai trái chanh đó đi. Mẹ đem về dắt uống lấy sức khỏe nè. Con sợ anh ấy tiện ăn hết hai trái này của mẹ luôn là con đem xuống cho mẹ luôn. Trời, thua luôn. Thơm quá. Đi ơi, xong chưa Ti? Xong rồi. Trời ơi. Dạ. Trưng bày thôi, sao em chiên xong rồi? Em bày rồi, anh bày rồi lộn. Anh bày rồi hả? Nhìn sản phẩm là biết gia chủ sao luôn. Bên này sản phẩm nhiêu đây, bên này sản phẩm nhiêu đây. Ui! Trời ơi, trời ơi, trời. Ê, có hai người cầm cái đũa cùng chung nhau kìa. Đâu? Bậy, ổng cầm cái kia mà. Anh ơi, em đuổi anh. Tại em đang lu bu á. Em thấy anh mất nhận thức không, rồi. Không, bây giờ anh hại, anh hại à. Bởi vì anh ăn chanh của mình anh à, mọi người ơi. Anh mất nhận thức rồi, anh chua quá nó vậy đó mọi người. Chủ vườn chanh mà. Anh tải game farm together về chơi đi trong đó. Đâu, vào trong chưa?
Anh ơi lấy cái dĩa nhỏ này thôi, mình đâu có chi nhiều đâu, anh lấy chị. Không thì mình để một bên thôi, mình em phải làm như khách sạn 5 sao gì đó, người ta làm. Thôi lấy cái nhỏ thôi. Cho em ý kiến tại sao lấy những cái lá sâu dơ vậy cho giám khảo ăn được. Ăn vậy là ải chĩa chết, anh lấy những cái lá bắp trong này nè. Tí nữa anh đổi cho em mà. Ủa lấy đổi em hả? Ừ em quên hả? Cũng được, Khánh làm trái trái đen đen xíu xíu anh. Trái đen nữa, đen thiệt đen. Nói nhìn ngon mà. Ừ. Chúng ta còn cần 1 phút nữa ạ. Cái này thôi, nhỏ thôi, mình chiên tầm 10 viên ạ. Thì mình chiên ký mà. Ôi, nhỏ lắm, nghe lời em đi, mình nhỏ gọn thôi. Mới nghe giám khảo là bẹm gì nha. Giám khảo là bẹm gì à? Nghe nói chê gì món ăn không đi, mà, đi, món ăn của mình đó chê. Còn dĩa nữa. Chê xấu hả? Ai chơi vậy? Chơi vậy ai chơi ạ? Thôi chơi cái là cái dĩa này đi. Rồi, khoai tây nha, chứ không phải hộp vịt lộn chiên xù nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ không phải hộp vịt lộn nha. Hôm nay tôi phát hiện nó có một vị giám khảo mới. Nhanh lên, nhanh lên. Ủa là phải làm ba cái dĩa hả? Chị này mới được tuyển chọn từ ở đâu đó xuống. À phải ba dĩa luôn hả? Ba dĩa, ba giám khảo. Đây, dĩa đây. Đây, đây, Khánh đâu rồi? Trang trí đi. Thôi nè, ba dĩa mà. Thì mình làm một cái dĩa đi, xong ba giám khảo tự xe ra đó nha. Ơi Alibaba, 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 Alibaba. Lên 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 lên. Thôi chứ ba có bắt buộc ba dĩa không? Thì chắc mình tìm chết mất thiệt á. Wow ghê. Đây. Đâu còn cái gì chơi nữa không mi? Hết. Ơi bây giờ có cái đồ lắc xí ngầu này vui lắm nè. Rồi, cái đó cái gì? Hai đó để hai đứa mình. Trời ơi, sao cờ bạc vậy? Rồi. Sao em lắc ra hai con giống nhau, lắc ra hai con ba nè. Ủa em làm một cái món ăn vô nghĩa gì luôn hả trời? Ai? Ai? Em có thể Emily, why you đi so sớm? Anh muốn làm gì nữa hả? Nói cái gì trời? We can rắc cái gì something lên. Không cần rắc, ăn một hồi đau bụng tội nghiệp bán giám khảo thôi, ăn cái này thôi. Em rắc đủ thứ vô đây rồi. Giám khảo bây giờ mình chơi trò lắc xí ngầu đi. Mình lắc được bao nhiêu con số mình cắn bao nhiêu miếng. Dạ xin mời giám khảo đầu tiên lắc trước. Mình lắc tại cho sao đúng lại cờ nha. Bạc ở đây không giám khảo thường thường ăn ít cắn miếng em ghét lắm. Công sức ta nấu bây giờ bấm bao nhiêu số cắn bao nhiêu miếng nè. Vô nè à, con số ô 10 miếng rồi. Ôi thôi ăn hết dĩa đi. 10 miếng đúng rồi. Nhẫn ghê. Gì? Cái tương đúng rồi. Trời ơi, có 4 miếng thôi. Nếu như chưa vừa miệng các bạn có thể ăn với cái này nha. Đây là món của chúng tôi ạ. À. Bấm đi giám khảo. Trời ơi, có 2 miếng thôi sao số hay vậy trời. Bạn kia ăn hết một dĩa nè. Đúng rồi đó. Cái trứng rồi. Với tâm huyết của bà giám khảo thì giám khảo nên ăn nhiều lên. Đi gì à? Anh làm gì vậy? Anh cắt trứng nè hả? Hai đứa mình chơi không? Chơi gì? Hả? Còn em phụ không? Không, bây không giờ cờ bạc. Đứa nào bấm nhiều ăn nhiều dao nhất. Không ăn trời. Cả hai đội ơi, các bạn hình như vẫn còn Super Tool chưa sử dụng. Không, không, tụi em không cần anh. Cái đó là chụm lôn trúng phạo gì mà. Đâu có sử dụng được. Bây giờ sử dụng thì... Đổi món ăn. Ừ, đổi món ăn thôi à. Nhưng mà mình tin vào Emily. Bởi vì nãy giờ mình chơi không, nên mình tin vào Emily lắm. Xong hết rồi. Không. Super Tool. Giờ chúng tôi sẽ thắng nhờ thực lực nấu ăn của mình. Ok. Hay. Không chơi Tool. Đâu, còn cái bên này. Đổ mồ hôi hộp rồi kìa, giám khảo chính giữa đã đổ mồ hôi hộp. Trong khi giám khảo ăn, hãy mình chơi đổ xí ngầu đi. Các bạn bên ban giám khảo chúng ta sẽ thử món ăn trước nha. Bây giờ mình... Sao mấy bạn gan quá vậy? Trước khi ban giám khảo thử món ăn, mình có thể chơi một trò chơi. Nếu mà ai thích ít điểm nhất, mình đập, bị đập. Mình lấy cây này đập cho nó chất lượng nè. Cái cây kia nó mềm lắm, cây này đập nó mới chất lượng. Cây lớn không? Bây giờ em nhỏ thôi. Bây giờ em với anh cá nhưng mà đội hai người đứng sau bị chứ. Bảy. Anh nói hợp lý á. Em hình đẹp như em ngu. Hình như em cũng yêu chồng em đúng không? Đúng. Thương cho roi cho giọt mà. Là ok. Ăn một cái chài là banh luôn á. Cho roi cho giọt. Ghét cho ăn cái chài. Thì giám khảo dần quá. Giám khảo ăn mặt nhăn nhó kìa. 10 miếng nha. Đang sẵn hộp vịt lộn của tôi. Trứng hộp vịt lộn bự quá. Ủa sao có một giám khảo mà ăn mà cái miệng rất là dễ thương nha mọi người nha ăn. Ủa sao mà chúm chím. Cái miệng người ta chúm chím kỳ ghê á. Nhưng mà cái miệng chè chè ra là hơi bị. Chè chè đâu, chè chè. Ông này ông nói hơi nhiều cho ông ăn bớt nói. Giám khảo chấm điểm cho đội ST Emily cao cao nha. Ơi. Bạn Trần Quyền. Ê mình ăn thử mình còn 2 viên nè. Bây giờ anh ăn cái gì cũng không ngon hết. Sao vậy? Nguyên cái giường chanh trong miệng nha. Bây giờ em nghĩ là nên tập trung nhìn mặt giám khảo đi. Thấy cái mặt hơi kỳ rồi đó.
hơi nghiêm. Ăn xong mà nghiêm, không có cái nét gì. Đây, thôi mình phải sử dụng những biện pháp khác. Đúng rồi, đúng. Nếu ăn nước mà cảm thấy quá là nước mặn biển khơi. Nếu mà cảm thấy chưa đủ phô mai, nãy tôi thấy khửi khửi phô mai. Đây nguyên cây phô mai. Đây. Khửi khửi. Trời ơi. Chán ghê, trời ơi. Ê, anh phát hiện được một điều nha. Có một giám khảo ăn được hết nguyên cục của mình luôn á. Vậy là ngon đó. Đâu, giám khảo đã bị phạt ăn 10 miếng. Tội chị, nãy giờ kỳ. Chánh kỳ ghê. Đó, comment quá trời nè. Món ăn có vẻ hơi mặn hay sao mà uống nước nhiều quá. Ê. Theo như anh là một người thích ăn khoai tây, thì cái món này cũng ok, hơi cay đối với anh. À, hơi cay hả? Vậy thì tại món cay mà chứ em. Nó giống như chả cá cay á. À. Nè, còn viên cho hai vợ chồng. Không dám ăn luôn á, sợ quá. Em ăn mà ở kìa. Mọi người muốn ăn thử em món của tụi em không? Tụi em còn cục cái này nè. Lấy ra để nó ngâm dầu hồi không ngon. Ngâm dầu ăn cho nó bổ. Trời chết. Ngon. Được không à? Được không? Được. Nhất chân chỉ á hả? Thì kinh nghiệm mình ác đó, mình nghiệm. Là tôi thấy cái chị áo đen ngồi kế bên cứ nói cứ me mình làm cái gì là cứ nói vô tay liên tục. Rồi là anh nghiêm mà anh không có nghiêm tới mức đó. Chị phải nghiêm giùm. Chán lắm mọi người. Mà anh cũng không có ác tới mức đó chị đó. Lắc đi. Ồ sao bé không lắc. Một bên làm bên suối nha. Tinh. Dạ rồi. Rồi, bây giờ xin mời các bạn ban giám khảo chúng ta sẽ đánh giá về không, các mà tại cây thì phải bỏ nhiều á. Từ 1 sao tới 5 sao. Đầu tiên là đội của chị ST. Ê nghe đau lòng quá trời. Đưa nước cho uống. Chiên đội cho ăn. Trời ơi. Chị gì? Chị em Ly. Trình bày thì ngon quá, hồi hộp. Nhưng mà có vẻ hơi là nhũng quá. Nhũng hả? Chuyên chưa tới. Nhão đó, thịt bị nhão rồi mọi người. Nhão mới còn ngon. Món của chị Khởi My thì hôm nay chúng ta không còn phải đi Phú Quốc nữa rồi. Nó không còn mặn nữa. Bình thường là My hay đi Phú Quốc lắm. Ở tại Sài Gòn và ăn một món rất là ngon. Ồ. Em chịu đổi với đội em thì không chịu. Chưa chắc nói thế thôi, kết quả nó khác. Nói vậy thôi chứ. Thấy biên tập hay lực lộng không? Xong bây giờ đổi rồi. Không ngủ. Không, đã ăn là xong rồi đó. Không. Vô nghĩa. Vô dụng. Thiệt luôn. Ủa sao có cái trứng vậy? Cái trứng để mình ăn đó. Anh đừng ăn luộc trứng anh ăn nha. Đúng rồi. Anh tận dụng tất cả những gì trong đó. Tại sao phải chú ý anh vậy? Em phải chú ý về số điểm. Ê, anh luộc trứng anh ăn riêng kìa. Anh ăn riêng trứng kìa. Không. Người ta đang làm việc, ổng đi luộc trứng để không ăn. Người ta nói thiếu gì mới ăn cái đó. Anh đủ lắm. Anh đủ hả? Anh đủ nha. Đây đủ. Không thiếu. Okay. Rồi bây giờ xin mời ban giám khảo chúng ta sẽ đẩy cái món ăn mà mình cảm thấy là ngon hơn lên phía trước ạ. Đó, cái miệng thì khen nhưng mà cuối cùng cái tay để cái kìa. Đây, để tôi xuống tôi nói chuyện. Cái ông cha này. Trời đất ơi. Mà rõ ràng, rõ ràng kỳ ghê á. Sao vậy? Cái chị đó. Cái chị cười hi đó. Rõ ràng ăn hết cái cục của mình, cái cục kia còn chưa ăn nữa. Nhưng vẫn đẩy cái món ăn đó lên nha. Thiên vị. Nói nghe nè, có những món ăn chị nhìn thôi là biết ngon rồi. Hiểu không? Chị nhìn thôi có những món ăn rồi nhưng không thấy ngon. Anh cắt làm gì đó em à? Cho em hỏi lý do là tại sao ban giám khảo chị kỳ vậy, ăn hết nửa cục mà đẩy cái này lên, lý do tại sao? Đúng rồi, right. Cảm xúc sao kỳ cục vậy, cảm xúc gì liên quan? That's a human feeling, you know. Go home, you crazy. Giống như ra ngoài, trời chị này đẹp quá em lấy chị này. Đó. Kỳ vậy chạy. Cảm xúc. Cảm xúc gì ngộ vậy chạy. Tôi gì em vậy? Tôi khen người ta xong cái cuối cùng. Bây giờ lên hình, bây giờ lên hình em mới thấy anh mặc thịt nè. Không. Anh đi lên. Anh làm chi cực dữ vậy? Anh là gì gung gung vậy? Anh làm gì vậy? Anh là con thỏ. Xin chúc mừng Khởi My và em Ly ạ. Ủa, ăn nè chăm. Bác ơi, cái này là cái giá, cái này là cái muỗng. Đúng muỗng rồi, cái muỗng nó khác cái ngầu. Wow. Không ai lấy cái giá này mà sắc miếng chanh trọng liền. Đúng rồi, cái này anh mình lại lên đây. Cho miếng chanh cho anh nghiêm liền mọi người. Chanh đâu? Má Năm cho con xin lại trái chanh coi. Trời ơi, đi cho chanh chứ vậy? Cho chanh gì uống cho ta cường sức khỏe. Cho con xin lấy trái chanh liền. Anh nghiêm một lần ăn hai trái cho em nha, chơi kia. Thôi chết rồi, hôm nay là nó sang bằng hết tất cả mọi người ở đây. Ai giám khảo hay chấm cái gì là đúng hết. Tại dịch tới rồi không biết ngày nào sống ngày nào chết đâu mọi người. Cứ ăn đi mọi người, ăn nhiều. Anh nghiêm à, hôm nay em sẽ làm một món chanh. Nhưng mà không phải ăn bình thường đâu, em chét một lớp muối sẽ em dắt thẳng vô miệng anh luôn.
ngon lắm. Cái đó người ta chửi viêm họng đó, nhưng mà hôm nay em sẽ chửi á. Em quýnh quýnh. Quý chân. À, Khánh bị trễ hơn cho nên Khánh vang chăng. Yeah. Thì cái ổng hại mình. Ủa, thì... có vụ trễ hơn nè. Nè, Khánh nói cái này. Ủa, được giao. Tay lên bắt cái không, anh cứ lắc thoải mái. Nó lên trên người em rồi, cái này không đụng hàng với ai cả. Chanh một nêm nha. Cứ tưởng tượng như anh chấm muối mì đi. Cài cái này cho thấy nó rõ. Trời ơi, say dù chết dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn đứng. Mi chết rồi, cảm được luôn nè. Bụng ngọt có say chứ bụng nêm đâu say. Mi rồi. Có những thứ chúng ta nên đùa bằng miệng thôi Mi à. Không sao đâu, để em nếm thử chứ. Được. Rồi bây giờ có thêm con virus corona từ trong miệng mày nữa. Không, tối nay về tự nhiên anh thấy hát gì sao hay lạ thường. Ý, ý, không, đừng, dắt thôi. Đừng. Dắt vô thôi, dắt nhẹ thôi. Không, dắt vậy nó tràn ra ngoài, tràn bờ đê em cứ là... Vậy nè, hả? Dạ, như là... Đúng rồi, chú trận trắng lên em nha. Tầm mông. Tầm mông. Tầm hả? Chú anh hỏi cái ông vừa ăn chanh á. Chú anh hỏi ông liền đi để ông trả lời. Đây có tâm không anh? Anh có tâm không? Bếp nhà bếp không có ông tâm. Ông đang ăn chanh mà cứ hỏi ông về. Ngon lắm, y như ăn chanh chấm muối mì vậy đúng không? Anh bị say bột ngọt á. Cái này không phải bột ngọt, bột nêm. Giống nhau. Giống nhau. Anh nó cũng có bột ngọt. Tới Khánh nè anh. Không, anh là ăn nguyên giỏ chứ đâu có dắt. Ủa có bột nêm không? Không. Chồng em khác chứ. Anh giỡn hoài. Ờ, anh vẫn đang cố gắng. Dù sao anh vẫn là người ngoài, đây mới là người nhà. À, sao vậy anh? Ủa sao tiện tôi thấy không chua ta? Không chua hả? Trời, anh rung. Không chua hả? Làm thêm miếng nữa không? Okay. Xích lên xíu. Đừng có dụ tao không ăn đâu. Không thiệt. Không. Nhanh lên, nhanh lên. Em lại nhét nó vô giùm anh không? Ủa nó làm thiệt không vậy? Thiệt. Đâu? Nè em nặng vô nãy giờ. Em có 2 miếng rồi. 2 miếng đã. Thì ơi, không được Thi ơi. Ngọt. Có ngọt hả? Ủa vậy kì vậy? Vậy cái trái này nó ngọt anh thử coi. Không có trái này đó, cái trái này nó thiệt. Ngọt. Nó bị tẻ ra ngoài. Rồi sao? Anh tặng ai? Thì không vậy anh thiệt, có vấn đề. Hay là mình bị cái gì ta? Chết rồi, chắc xong này chắc đi khám quá. Tự nhiên ăn chanh không có chua má ơi. Em đem qua tặng cho ban giám khảo để cho người ta có thể suy nghĩ lại kết quả ở trên bàn hay không. Trời ơi, nó ăn hoài luôn kìa. Nó bị gì rồi mọi người? Một con thỏ nha. Mấy ông người mẫu mang ra đàng hoàng. Anh có bị gì không vậy? Ê, anh sợ quá Mi. Ê, ăn chanh không biết chua kìa anh Nghiêm. Em có thể ra lòng tiếng với con thỏ em không? Của em lòng chua không? Lòng tiếng làm sao mà để đẩy cái món ăn khác lên được không? Nó do cái này nó không chua. Lòng tiếng, chui chui xuống lòng tiếng con thỏ. Trời chua ơi, không cần nói luôn không mấy phải trời. Đổi trời rồi, đổi rồi. Yeah. Ủa, giám khảo thèm thịt thỏ hả? Sao thèm thỏ đổi ý vậy? Có thèm thịt thỏ không? Mai mua thỏ cho ăn. Ờ, vậy ban giám khảo ơi, cuối cùng là đội nào thắng à? Ooh, yeah. Wow, you can really dance. Sao nãy không nghĩ cái vụ trứng ta? Rồi để coi có đẹp không mà tại sao lại? Miss Đậu Nành này đổi ý. Ê, trời ơi, dễ thương chị ơi, thôi chị ơi. Miss Đậu Nành này đổi ý không? Ba rồi thỏ quỷ thỏ yêu. Giám khảo ăn chanh không? Ngọt lắm. Tôi ăn tôi thấy không có chua. Tối nay về dắt đi khám. Sao? Khách mời ngày hôm đó tới chương trình này có cảm giác như thế nào? Trời chương trình này làm cho SC cảm thấy là... Trời ơi, chua chát. Mình phải chảy nước rất nhiều. Gì vậy trời? Mình có thể thấy nhìn mặt SC chảy nước rất nhiều nha mọi người nha. Bà em Ly thì cũng... Ủa sao vậy? Không, không. Sao không quen luôn vậy trời? Em Ly có thêm một cái phụ kiện ở trên người. Rất là luxury nha, accessory, luxury nha. Em đề nghị mai mốt anh ra ngoài hát vậy chá đó. Ly ba bùm. Nói giận cái miếng. Nó dựng là cái miếng em xí nha. Cái này nó phải đồ làm bếp đâu ạ? Có làm bếp. Ở trong bếp, bếp mình làm rửa chén chứ. À rửa chén có tính làm bếp không? Ừ. Đúng rồi. Chỉ có cái bịch này là không có tính là đồ làm bếp nè. Rất là kỳ, không có dính. Đó, nha. Nó treo lên gì nè em. Thôi anh ơi, chanh tao để tôi lãnh ai treo lên. Có. Bình thường ở nhà em có treo tỏi, treo hành rồi cái. Không, không, nhà em có nhà anh treo lên gì nè. Đạo quá. Chương trình này khám phá ra nhiều góc khuất của nghệ sĩ quá. Thôi.
hết miếng rồi. Thôi được rồi, ngày hôm nay á em tham gia một chương trình em làm hốt nhưng mà em bị tâm lý hơn, tại vì cứ lắc hoài nữa là mệt và khó chẹo. Nhưng mà cảm ơn hai khách mời rất là nhiều, mong là NST hôm nay về mình tập luyện nấu ăn nhiều hơn, bào đồ bào biết bào đúng mặt hen, hả à, mà không có bào ngừa mặt hen. Còn à, em Ly à, em đứng kế chị cho dễ nói chuyện. Okay. Rồi vậy thôi đó, xong rồi chuyện tên vậy thôi, không cần gì nữa hết. Hôm nay em Ly nấu ăn đó. Em Ly nhà nấu ăn giỏi mà, anh lấy này ra cho em Ly hả? Chi vậy? Chi ạ? Chi tặng. Hai bạn có muốn chia sẻ điều gì với chương trình không? Dạ chanh là chị nốt không? Phan, anh Ly muốn chia sẻ một điều. Hả? Chi vậy? Anh ăn gì? Anh ăn em xong đi anh nói. Ăn uống xong nói chuyện. Ờ, ăn uống xong nói chuyện, vậy không có tốt cho bà tử. Đó chính là đây là lần đầu tiên trong đời của SC mà SC phải ăn một trái chanh nha mọi người nha. Thiệt. Thiệt hả? Luôn chưa bao giờ ăn chanh sống trong đời. Wow. Chua. Vậy là anh rất vì chương trình. Vậy là chương trình này là vậy thôi ha. Của SC. Chương trình đâu có vậy thôi được. Chương trình mình có thể đổi 10 cái đồng hồi nãy ra thành 10 triệu không? 10 đồng dư hồi nãy á. Thì làm gì? Anh lấy 10.000 để làm gì? Không, 10 triệu. 10 triệu. 10 Vicon mà anh đổi thành 10 triệu. Đúng rồi, Vicon như Trời đất ơi. Vicon V-Line rất là có giá. Đem xuống đổi em taxi. Em nghe có mùi má người ta ở đây. Cảm giác như má người ta vậy. Em dở quá. Anh lấy 10 triệu anh chia ra mỗi đứa 2 triệu rưỡi. Không, với gương mặt của anh không có chia đâu. Mặt không phúc hậu, nhìn là thấy rồi. Tao mà anh phúc hậu mà. Tôi nghĩ là chương trình nên kết thúc tại đây. Chứ để khách mời này mòn bóp chương trình quá, tôi không thể chấp nhận được. Cảm ơn hai khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh không cần nói thêm điều gì nữa, ăn cá đi. Hãy nhớ đón. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người hãy nhớ đón xem chương trình Cặp đôi cặp đi của Khởi My và đó, Kevin Khánh nhé. Yeah. Hy vọng là tập sau các người. Các bạn sẽ được thấy ST và Emily trở lại đường nữa. Trời ơi. Yeah, bye bye. Bye bye. Hả?